Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Dư Manh có tựa đề Nỗi oan ức. Câu chuyện xoay quanh nhân vật tên là Hiểu Hiểu, một cô gái thông minh xinh đẹp nhưng mà phải đi lấy chồng bởi vì hai bên gia đình có hôn ước và vì công việc của ba cô nữa và sống với một người chồng không có tình yêu cuộc sống của cô gái hiểu hiểu sẽ như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất của câu chuyện này nhé câu chuyện của chúng ta vô cùng là gay cấn và tâm an sẽ gửi đến cho quý vị vào ba tập truyện ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe tập truyện đầu tiên tâm an chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Dạ thưa ngài nghị viên Phu nhân lái xe tốc độ cao Vượt đèn đỏ Bị cảnh sát bắt vào đồn rồi à Doãn tử khâm nghe được tin tức này Thì đập tay Xuống bàn rất mạnh Cường mặt lộ rõ vẻ tức giận Mặc kệ cô ta nhưng ngài nghị viên nếu như để đám phóng viên biết được thì cuộc bầu cử sắp tới <laughs> đùng là hết thuốc chữa mau chuẩn bị xe đến đồn cảnh sát tô hiểu đúng là muốn hắn tức điên lên thì cô mới chịu an phận sao không thể nào hiểu được vì sao hắn lại đi lấy một cô vợ như vậy để về làm vợ chứ đối tượng ban đầu đáng nhẽ ra chính là chị gái của tô hiểu tên là tô hân mới đúng tại đồn cảnh sát lại thắng Hừm. các anh chơi đúng là dở tệ Tô Hiểu lên mặt bắt đầu khoác lác chỉ trích đám người trước mặt ai cũng biết không thể nào đắc tội với nghị viên phu nhân nên chẳng ai dám giam giữ cô ngoài mặt trước đám đông thì bắt cô theo đúng luật nhưng mà đến đồn cảnh sát thì lại e rẻ cô do buồn chán nên cô mới rủ bọn họ chơi mấy ván bài ai ngờ tay bọn họ lại đen như vậy chứ? Làm vợ của tôi rảnh rỗi đến mức phải vào đồn cảnh sát chơi bài hay sao? Một giọng nói lạnh nhạt phía sau khiến cho cô giật mình. Tô Hiểu quay người lại, phát hiện ra Từ Khâm đang nhìn cô bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ai? Là chồng đi à? Mau bảo lãnh đi, em ở trong này chán lắm rồi. Tô Hiểu thản nhiên, nở một nụ cười vô số tội suốt ngày không cờ bạc thì đua xe cô nên nhớ đúng vị trí của mình hiện tại là gì hắn thực sự tức giận với cô đây chính là thời điểm hắn đang dồn tâm trí để chuẩn bị cho cuộc bầu cử rất nhiều công việc cần hắn giải quyết chưa xong lại còn suốt ngày đi thu xếp những vụ bê bối mà cô gây nên dường như hắn muốn bốc hòa đến nơi em biết em là phu nhân nghị viên cấp cao sau này em sẽ rút kinh nghiệm Thôi, anh thu xếp đi, em về ngủ đây. Cô nhón chân hôn nhẹ lên má của tử khâm rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nắm chặt tay cô. Sau đó, đành phải đồng ý cho cô về. Liền vội vàng vào làm giấy tờ bảo lãnh cho cô. Khi bước ra khỏi sở cảnh sát, tô hiểu thở hồng hộc, ngực cô có cảm giác rất khó chịu. Khóe miệng của cô lúc này hơi cong lên, đáng nhẽ cuộc hôn nhân này của hai người không nên xảy đến người mà tử khâm phải kết hôn chính là chị gái của cô tô hân mới đúng nhưng sau khi tham gia bữa tiệc sinh nhật ở doãn gia thế nào cô và doãn tử khâm lại lên giường với nhau thành ra cô trở thành kẻ cướp chồng chưa cưới của chị gái cô vốn cô chẳng bận tâm cho lắm chỉ là ngủ với nhau một đêm thôi mà vơi lại hai bên nhà muốn kết thông ra Chẳng phải là làm ăn hay sao Đâu có chuyện tình yêu ở đây chứ Nếu như cô thẳng thường đề nghị Chắc chắn là tử khâm Sẽ không đồng ý Cô không muốn bị trói buộc cả đời Bên cạnh người đàn ông này Nên mới tìm đủ mọi cách Để mà chọc điên hắn Chỉ cần tử khâm chịu ly hôn Cô sẽ dùng số tiền sau khi ly hôn Mà cao chạy xa bay Khoảng thời gian sống đến từng ấy năm Cô chịu đủ rồi Cô muốn sống cho chính mình không muốn bị người ta điều khiển nữa. Khoảng một tiếng sau đó, Từ Khâm bước ra đồn cảnh sát, đột nhiên trợ lý của hắn sau khi nghe xong cuộc gọi thì vội vàng báo cáo. "Dạ, thưa ngài nghị viên, phu nhân. Phu nhân lại làm sao? Cô ta lại gây ra chuyện gì?" Giọng nói của Từ Khâm lúc này vừa có chút tức giận, lại vừa có chút bất lực. Hắn vừa mới giải quyết xong vụ bê bối ở đây, Giờ lại thêm chuyện Rốt cuộc là cô gái kia Muốn cái gì mới chịu tha cho hắn Dạ Bệnh viện vừa mới gọi đến Sao Cô ta đánh đập ai Khiến người ta nhập viện sao Dạ không Phụ nhân sau khi ra khỏi đồn cảnh sát Thì bị ngất Được vệ sĩ của ngài đứng bên ngoài Đưa vào bệnh viện ạ à? Nghe đến đây tử khâm còn chưa định thần lại Thì điện thoại của hắn đổ chuông Hiển nhiên là Tô Hiểu gọi cho hắn. Có điều lần này, hắn lại nghe thấy giọng của cô vui vẻ lạ thường. Doãn tử khâm, chúng ta ly hôn đi. Cô lại muốn giờ trò gì đây? Em mang thai rồi. Nếu như anh đồng ý ký vào đơn ly hôn, sau khi sinh xong, em sẽ giao đứa bé cho anh. Còn không, anh đừng mong gặp lại con của anh. Tô Hiểu, cô đang tính lấy đứa bé để đe dọa tôi. Đúng vậy. Dù sao đứa bé này cũng chính là do em sinh ra. Và em có quyền được quyết định mọi thứ. Bàn tay của Từ Khâm nắm chặt lại. Hắn nở một nụ cười lạnh rồi nói với cô. Đứa bé là do cô sinh. Nhưng mà người có công tạo ra nó. Không phải là tôi hay sao? Cô nghĩ rằng mình cô có tư cách để ra điều kiện với tôi à? Tổ hiểu nghe xong thì tức đến nỗi. Đập mạnh tay xuống giường bệnh Nữ y tá đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy đến, hốt hoảng kiểm tra xem tay của cô có bị làm sao không. Nếu như tử khâm đã như vậy, thì cô không muốn diễn trò. Tử khâm, nhận lúc tôi còn nói chuyện tử tế với anh, đừng khiến cho tôi tức. Tôi làm anh tức thì được, chứ anh đừng có làm tôi tức. Tôi hủy cái mặt mũi của anh trước truyền thông bây giờ. Cô dám tôi cho anh 10 phút đến bệnh viện bàn chuyện với tôi nếu không tôi chạy ra đường tôi khỏa thân cho anh xem câu nói này của tô hiểu quả thực đánh chúng vào trọng tâm tử khâm là nghị viện cấp cao đang trên đà tranh chức bộ trưởng chính vì vậy hắn rất cần mặt mũi tô hiểu biết nhất định là tử khâm không đời nào để cho vợ hắn làm như vậy trước mặt những người khác bởi vậy cô đắc ý tắt máy ngay lập tức sau khi nghe xong điện thoại, hiển nhiên từ khâm vội vàng bảo trợ lý thẳng đến bệnh viện, nơi Tô Hiểu đang nằm. Tô Hiểu là loại người, dám nói dám làm, đương nhiên là hắn biết rõ. Cứ thử nghĩ cô cởi hết quần áo trước mặt đám đàn ông khác, thì hắn thực sự rất khó chịu. Trợ lý thấy hắn đang bốc hỏa, thì cũng sợ hãi mà chảy mồ hôi. Mẹ ơi, sao dạo này phu nhân cứ khiến cho ngài nghị viện điên tiết lên là sao chứ? thực sự rất đáng sợ dạ thưa ngài ngài có cần uống một chút nước để hạ hỏa không ạ à? hạ hỏa cái gì mau lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể đi thông báo vệ sĩ để ý cẩn thận thấy tô hiểu mà làm ra chuyện gì mất mặt lập tức cản lại cho tôi mà lúc nguy cấp này tô hiểu đang nhàn nhã nằm trên giường bệnh mà lướt điện thoại xem tin tức cuộc bầu cử sắp diễn ra mà theo như tình hình này thì khả năng cao chắc chắn là tử khâm sẽ trúng cử trở thành bộ trưởng bộ tài chính trong thời gian này cô phải nghĩ mọi cách để lấy được chữ ký từ tử khâm nếu như để hắn lên làm bộ trưởng thì phạm vi cả thành phố này chắc chắn sẽ nằm trong tay của hắn đến lúc đó cô có mọc cánh cũng chẳng thể nào cao chạy xa bay đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở là chị gái tu hân của cô xuất hiện. Đúng là nắm bắt thông tin còn nhanh hơn cả chồng của cô. Vào phòng không biết gõ cửa sao? Chẳng nghe phép lịch sự cơ bản. Mà chị phải để tôi dạy chị à? Tô Hân hừ lạnh đi đến bên giường bệnh của cô. Nghe nói cô nhập viện. Ba kêu tôi đến đây để xem tình hình của cô ra sao. Có vẻ thông tin đến tay ba nhanh thật. Giờ thì tôi chả làm sao cả. Chị đi về đi. Nhìn thái độ của Tô Hiểu, Tô Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Hiểu, mày nghĩ mày là ai? Mà dám cướp hết tất cả mọi thứ của tao. Mày đừng đắc ý quá sớm. Tô Hiểu chị lạnh lùng, nở ra một nụ cười chế giễu. Thực ra Tô Hân và cô chỉ là chị em cùng cha khác mẹ mà thôi. Mẹ cô mới là đích phu nhân nhà họ Tô. Thế nhưng năm cô lên 10, mẹ cô gặp tai nạn qua đời. Ngay sau đó, ba cô lại dẫn mẹ con Tô Hân về. Tô Hân hơn cô một tuổi, lại là con riêng của ba cô. Vậy thì chứng tỏ một điều, trước đây ông ấy đã lén lút sau lưng mẹ cô ngoại tình. Tô hiểu hận ba, hận hai mẹ con Tô Hân, cái gia đình bấy lâu nay cô luôn tự hào đã hoàn toàn sụp đổ. Tô Hân này, hiện tại tôi đang mang thai con của anh Khâm đấy, chị liệu mà đừng khiến cho tôi tức giận, nếu không ý thì chị đi mà chịu trách nhiệm với nhà họ doãn ok cô vừa nói cái gì tai <laughs> của chị có vấn đề à tôi nói rằng tôi đang mang thai con cháu nhà họ doãn đấy cô cô không thể nào loại cướp chồng chị gái như cô làm sao có thể mang thai được chứ tin tức này quả nhiên khiến cho tô hân chấn động chỉ thấy tô hiểu tắt điện thoại quay lại nhìn tô hân một cách đầy thách thức chị cướp người yêu của tôi thì được thế tại sao tôi không thể cướp chồng chưa cưới của chị chứ cô cô đúng là loại tiểu tam đổ đê tiện đúng lúc này từ khâm mở cửa bước vào tô hân thấy vậy lập tức thu lại bộ dạng hung dữ còn tô hiểu nhìn thấy chồng mình mồ hôi nhễ nhại cô đoán là hắn đang lo sốt vó nhưng mà thang máy lại chật kín nên hắn đã chạy thang bộ lên tận tầng năm này tử khâm đi thẳng đến bên giường của cô lập tức nắm lấy cổ tay của cô hắn chất vấn cô cô dám thách thức tôi sao tôi hiểu rốt cuộc là cô muốn gì ông xã đến nhanh thật đấy còn thừa hẳn hai phút cô em nói với anh rồi nếu như anh không đồng ý em lại bày kế hoạch khác đến khi nào anh chịu ký thì thôi tử khâm thực sự không thể nào hiểu nổi cô Cuối cùng hắn bất lực hỏi cô Vậy thì Vì sao từ đầu Cô lại muốn kết hôn với tôi Tô Hiểu chớp chớp mắt Nụ cười tươi Đưa tay chỉ về phía của Tô Hân Thứ nhất là vì Chúng ta ăn cơm trước kèn với nhau Sau đó bị phát hiện Thứ hai Anh là người đàn ông mà chị gái em yêu Nên em mới đồng ý cưới anh Tô Hiểu Cô đừng ăn nói hàm hồ cái loại giật chồng người khác như cô thì có tư cách gì ở đây mà nói bị tô hiểu nói chúng tim đen tô hân tức giận tính lao đến đánh cô ai ngờ tử khâm lập tức quay người lại ném cho tô hân một ánh nhìn cảnh cáo chuyện của vợ chồng tôi ai cho phép cô chĩa mũi vào anh khâm anh không thể nào đối xử với em như vậy chẳng phải lúc trước chính em mới là đối tượng kết hôn cùng anh sao nếu không phải vì tô hiểu mưu mô gài anh lên giường thì làm sao anh có thể lấy nó được chứ tôi hiểu càng nghe càng cảm thấy ngứa cả tai mà lúc này tử khâm còn không thèm nghe những gì cô ta nói gọi vệ sĩ vào và lôi tô hân ra ngoài thầy tử khâm đối xử với mình như vậy tô hân thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện này cô ta đã sắp xếp mọi chuyện rất êm đẹp để có thể gả cho người đàn ông kia thật không ngờ đến bước cuối cùng lại bị tu hiểu hớt tay trên tử khâm à anh không thể nào đối xử với em như vậy tử khâm đến khi tô hân bị lôi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có mình tu hiểu và doãn tử khâm hiển nhiên không có tô hân ở đây tô hiểu vội vàng thay đổi thái độ tôi nói đến như vậy rồi mà anh còn chưa hiểu sao tôi không cần biết anh và ba tôi có mối quan hệ làm ăn như thế nào nhưng mà tôi muốn anh ký vào đơn ly hôn, ngay lập tức cho tôi. Vậy tại sao ngay từ đầu, cô không từ chối kết hôn với tôi? Anh nghĩ, dưới sự thúc ép của bên nhà anh với ba tôi, thì tôi được phép từ chối sao? Cô... Tử Khâm không biết ngày hôm nay, hắn bị tô hiểu chọc tức bao nhiêu lần. Hắn thực sự không thể nào hiểu được con người của cô. Đã mang thai con của hắn, mà còn muốn ly hôn sao? Vậy thì đừng hòng, hắn cho cô cơ hội đó hắn không muốn con của hắn sinh ra lại không có một gia đình trọn vẹn có vẻ như tử khâm đã tính toán điều gì đó một lát sau hắn lại chịu thỏa hiệp khiến cho tô hiểu kinh ngạc như tưởng rằng hắn đang đùa giỡn với cô nhưng tử khâm thêm một lần nữa khẳng định tôi sẽ gọi luật sư đến đây ngay để cô tận mắt nhìn thấy tôi ký vào đơn ly hôn vậy vậy là anh anh chịu buông tha cho tôi sao chẳng phải đây là điều mà cô muốn à chỉ cần con tôi khỏe mạnh tôi sẽ đáp ứng tất cả các điều kiện mà cô đưa ra tô hiểu cảm thấy cuối cùng ông trời cũng khiến cho doãn tử khâm thông não rồi vậy là khoảng nửa tiếng sau luật sư nhanh chóng xuất hiện cùng với những giấy tờ quan trọng tận mắt tô hiểu nhìn thấy tử khâm ký vào đơn ly hôn hòn đá đè nặng trong lòng của cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ giải quyết xong vụ việc luật sư cứ như vậy thu dọn đồ đạc và nói ngay tôi sẽ đi xử lý chuyện này và cho hai người kết quả sớm nhất lúc này tự khâm cũng đứng dậy rời đi trước khi bước chân ra khỏi cửa hắn để lại cho cô một câu sinh con xong cô có thể rời đi anh lại muốn nuốt lời với tôi sao tôi chỉ muốn cô an toàn sinh đứa bé từ giờ đến lúc đấy cô buộc phải nằm trong tầm mắt của tôi nếu không tôi lại cho người hủy đơn ly hôn đấy tôi hiểu thấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát nên cô quyết định đồng ý chẳng qua chỉ là ở lại mấy tháng mà thôi nhưng tôi hiểu lại đánh giá thấp doãn từ khâm rồi ngay sau khi rời đi hắn đã gặp vị luật sư ở bãi đỗ xe ông ta không có rời đi mà đứng đó đợi hắn Ngài nghị viên, đây là đơn ly hôn của ngài và phu nhân à? Tử khâm cầm lấy rồi thẳng tay xé nát. Hắn rất hài lòng mà nhìn vị luật sư trước mặt. Tháng này tăng lương cho ông gấp đôi. Nhớ, cứ lựa lựa mà nói với vợ tôi. Kéo dài thời gian, càng nhiều càng tốt. Vâng vâng, tôi sẽ làm theo những gì mà ngài yêu cầu. Tôi hiểu muốn thoát khỏi hắn sao? Sau bao nhiêu chuyện cô gây ra, mà cô muốn phủi tay, bỏ đi sao? Hắn đương nhiên là không thể nào chấp nhận cái chuyện được cười như vậy. Mà ngay lúc này, Tô Hiểu còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ bởi vì bản thân của cô sắp được tự do. Cô cười đến nỗi không ngậm được miệng, tính gọi điện cho đám bạn chuẩn bị đi ăn mừng. Nhưng lúc này bác sĩ cùng với y tá đã làm xét nghiệm cho cô, bước vào trong phòng. Cô hiểu, tưởng hai người đến kiểm tra sức khỏe cho cô, nên vô cùng thắc mắc lại kiểm tra thêm sao tôi nhớ là kiểm tra và xét nghiệm toàn bộ rồi cơ mà trước câu hỏi của cô vị bác sĩ và y tá lập tức quỳ xuống vội vàng xin lỗi thưa cô chúng tôi thành thật xin lỗi cô y tá không may lấy nhầm ống xét nghiệm nên có chút nhầm lẫn cô thực sự là không có mang thai các người các người vừa mới nói cái gì thưa cô chúng tôi thành thật xin lỗi chúng tôi sẽ bồi thường cho cô tương xứng nhất có thể bồi thường cái con khỉ mốc Giờ bồi thường thì có thể giúp cô thu lại những lời nói kia với tử khâm sao tin tức này khiến cho cô như bị sốc nặng vừa nãy rõ ràng cô còn hùng hồn lên mặt với tử khâm cơ mà giờ thì hay rồi hắn mà biết được tin tức này chắc chắn hắn vặn cổ cô mất sau khi biết tin bản thân mình hụt mang thai, Tô Hiểu sợ hãi đến nỗi chẳng dám gặp mặt lại từ khâm. Thường ngày cô ăn to nói lớn là vậy, chọc tức hắn là thế. Nhưng mà suy cho cùng, cô chỉ có một cái mạng này thôi. Sợ không còn gì để mà uy hiếp được hắn. Cô sợ làm hắn nổi điên lên nữa. Chắc là cô bị băm ra không biết bao nhiêu mảnh. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu không rét mà run. Vậy là cô nhanh chóng, bắt đầu thực thi, kế hoạch tiếp theo. Sợ không còn đưa bé, thì cô phải làm cho đến có thì thôi. Dù ký vào đơn ly hôn, nhưng mà cô vẫn còn lo sợ. Hắn sẽ vì những vụ trước đây mà cô gây nên rồi lại tìm cách trả thù cô. Không được, nhất định cô phải tạo ra đứa con để làm lá chắn sống sót mới được. Tối hôm đó, theo như thường lệ dùng cơm xong, tôi hiểu về phòng ngủ sớm tại vì tối nào tử khâm cũng bận rộn với công việc phải làm đến tận khuya nên cô chẳng có dũng khí mà chờ đợi hắn nhưng mà hôm nay cô lại khác là cô tình nguyện đợi hắn nhưng mà đến nửa chừng hai mắt của cô lại díp lại từ bao giờ vậy là đêm đó cô bỏ lỡ mất một cơ hội đến ngày hôm sau lần này cho chắc chắn hơn tu hiểu đồ một ít gọi là thuốc kích dục vào ly nước của tử khâm nhưng vì cô mài xem phim Nên tử khâm đã đưa cốc nước đó cho cô uống Mà cô không hề phát giác Kết quả cô ôm nhà vệ sinh cả tối Bởi vì thứ cô cho vào cốc nước Không phải là thuốc kích dục Mà đó chính là thuốc sổ Thì ra hôm cô đi mua thuốc Thì nhân viên bán hàng do không để ý Nên đã đưa nhầm túi thuốc cho cô Của vị khách hàng bên cạnh Nhưng mà chỉ ít ra tử khâm Cũng tử tế lắm Hắn thấy cô đi ngoài thì cứ đứng bên ngoài canh trường cô. Mà cô lại đi nặng, tiếng thả bom có nhỏ nhắn gì đâu. Thực sự là xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Này, cô ăn uống kiểu gì mà lại bị tào tháo đuổi thế kia? Cô có làm sao không đấy? Vừa bước từ nhà vệ sinh ra, tô hiểu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lập tức dựa vào người của tử khâm. Tay cô chạm vào người hắn, liên tục trà sát vào chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc trên người cô làm cái gì đấy hả thấy hành động kỳ lạ của cô tử khâm liền cau mày hỏi cô thật không ngờ cô lại vô tư thẳng thắn tôi đi xong tôi chưa rửa tay tôi lau tạm vào áo của anh thôi mà tôi hiểu sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy chứ tử khâm muốn đẩy cô ra nhưng mà hắn sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô nên cố gắng chịu đựng có cái gì đâu mà cầu nhau Vừa nãy đi nặng quá Anh ở ngoài nghe thấy rồi ừ, Lúc đấy tôi xấu hổ Chứ bây giờ tôi chả cần xấu hổ nữa Nhắc đợi mới nhớ Tiếng thả bom của cô lớn phết Anh im ngay Anh đừng có khiến tôi điên Bao nhiêu tật xấu Bao nhiêu sự mất mặt của cô Đều bị từ khâm nhìn thấy hết Chính vì vậy Cô bây giờ chẳng sợ cái khỉ khô gì nữa Vậy là cả tối hôm đấy Tô Hiểu không làm được trò chống gì ngoài việc ôm cái nhà vệ sinh. Cũng may sáng hôm sau, tử khâm đích thân xuống bếp, nấu cho cô một bát cháo gà để cho cô tầm bồ. Nhìn cô ăn một cách không kiêng nể, hắn liền thắc mắc. Nghe người ta đồn, mang thai là thèm đồ chua lắm. Cô có thèm không? Có, anh cứ mua cho tôi. À, mua xoài xanh đi nhé, càng xanh càng tốt. Vậy ăn đồ chua Liệu cô có đau dạ dày không Yên tâm đi Tôi khỏe như trâu Anh không cần phải lo Nhìn thái độ của cô Là tử khâm biết điều này từ lâu rồi Đêm cuối cùng Tô Hiểu cố gắng sắp xếp mọi thứ Để thực hiện kế hoạch tạo em bé Cô thậm chí uống cả một cốc cà phê Để có thể thức đợi tử khâm Làm cho xong việc Cho đến khi tử khâm về phòng Hắn vừa mở cửa Nhìn thấy cô trong bộ váy ngủ mỏng manh Tiến lại gần hắn Còn không để cho hắn phản ứng Cô lập tức ôm lấy hắn Nhỏ nhẹ nói với hắn Đêm nay trăng thanh gió mát Em thức để đợi anh cùng lên giường đấy Cô đang tính làm cái gì? Thì em đang tính quyến rũ anh Anh không thấy à? Vừa nói tô hiểu vừa kiễng chân Hôn lên môi của tử khâm Nụ hôn của cô có chút gượng gạo nhưng cũng khiến cho tử khâm dần mất đi khống chế hắn ôm eo cô tính nhấc người cô lên nhưng không may chân của tu hiểu đập phải cái bàn gần đó một tiếng rắc vang lên khiến hai người lập tức dừng lại động tác vừa rồi nửa đêm tại bệnh viện thành phố một vị bác sĩ đang tiến hành kiểm tra chân trái cho tu hiểu sau một loạn động tác không chút dư thừa ông ta cầm tấm chụp lên xem rồi lắc đầu ngao ngán Phần xương ở chân bị gãy, xung quanh cũng bị nứt, nói thử xem nguyên nhân dẫn đến gãy chân của cô là gì, tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tô Hiểu ngập ngừng, cô đưa tay giật giật tay áo của Từ Khâm đứng bên cạnh cô. Thế là hắn đành bất đắc dĩ trả lời. À chúng tôi đang hôn nhau, sau đó chân của cô ấy đụng phải cái bàn ấy mà. Vừa nghe đến đây, vị bác sĩ lập tức lắc đầu ngay tôi làm nghề bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy kiểu quan hệ vợ chồng kịch liệt đến nỗi gãy cả cái chân như thế này đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời chúng tôi không vận động kịch liệt đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ à? nghe bác sĩ nói như vậy từ khâm liền phản bác ngay nhìn cái thái độ cố chấp của anh vị bác sĩ thở dài nói tiếp có ai lại chịu thừa nhận cái chuyện này chứ? Mà chuyện này có gì xấu hổ đâu? Anh không cần phải phản ứng như thế. Ngay khi Từ Khâm muốn nói thêm, thì Tô Hiểu lập tức nắm lấy vạt áo của hắn, cô giật giật tay áo. Bị gãy chân đã khiến cô mất mặt lắm rồi, nếu để cái tên này nói thêm, chắc là cô không có chỗ nào mà chui xuống. Bởi vì Từ Khâm là nghị viên trong nhà nước, nên mọi lời nói và hành động đều phải đúng ý vị bác sĩ kia nói là cô và hắn hoạt động trên giường nhiều quá nên tử khâm mới phản bác lại là hai người chưa làm đến bước đó thì cô đã bị gãy chân bất giác tu hiểu đưa tay vò đầu bứt tai điên đầu mất thôi mọi kế hoạch đều phá sản chẳng còn gì nữa nhìn vào một bên chân của mình sự hụt hẫn trong lòng của cô lại tăng lên gấp bội kể từ cây hôm khiến cô bị gãy chân tử khâm có vẻ như biết điều hơn đó chính là luôn tạo khoảng cách với cô Lắm lúc hắn làm rơi đồ Cô có ý tốt Muốn nhặt giúp hắn Thật không ngờ hắn lại bảo cô đặt lên bàn Lùi lại rồi hắn mới tiến đến Để lấy đồ của hắn Này Tử khâm Anh quá đáng vừa thôi Anh đang chê tôi Hay là muốn chiêu thức tôi Tôi đang là phòng ngừa Nhớ đâu cô lại vồ lấy tôi như hổ đói Rồi gãy nốt cái bên chân còn lại Lúc đấy tôi lại mất thời gian đưa cô đến bệnh viện khốn kiếp thật anh vừa nói ai là hổ đói chứ tôi không bao giờ nói lại lần hai từ khầm hờ hững trả lời cô xong rồi hắn liền quay người đi làm đúng lúc đấy quản gia từ bên ngoài bước vào dè dặt nhắc nhở tu hiểu phu nhân ạ à, bên nhà cô có gọi điện đến muốn mời ông chủ và phu nhân sang dùng bữa tôi đã sắp xếp đồ và xe cho cô chồng tôi có nói là đi cùng với tôi không ạ à? ông chủ nói rằng tối nay ngày ấy về sớm nên bảo tôi đưa cô sang nhà bên đó trước ạ à? sang trước sao bây giờ cô còn chẳng muốn quay lại cái ngôi nhà đó nữa nếu không phải trong ngôi nhà đó còn có di ảnh thờ của mẹ cô thì còn lâu cô mới muốn trở về cái gì mà tình cảm ba con đúng là cái đồ lừa đảo giống như nhau cả thôi nghĩ đến đây tôi hiểu lập tức quay người và bước lên tầng tôi sẽ đợi chồng tôi đi làm về rồi tôi mới sang đó ừ, nhưng mà thưa cứ làm theo những gì tôi vừa nói nếu như anh khâm mà thắc mắc cứ nói với anh ta nói chuyện với tôi quản gia hết cách chỉ đành vâng vâng dạ dạ mấy ngày hôm nay tôi hiểu gặp vận xui đến nỗi tức tối lắm vậy mà còn xảy ra những chuyện này khiến cho cô tức điên lên được chừng nào mà chưa có được đứa con cô sẽ không ngừng đeo bám tử khâm cho đến khi nào hắn chịu thỏa hiệp với cô thì thôi vậy là tu hiểu lại chờ đợi tử khâm đến tối rồi sau đó cùng với hắn qua bên nhà ba của cô dùng bữa tối trên đường đi hai người bắt đầu đôi co với nhau tô hiểu tức không nói lại được liền cầm cánh tay của tử khâm mà cắn xuống bị cô cắn đau tử khâm không dám làm gì vợ bởi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô thế là hắn chỉ có thể nhẫn nhịn để cho cô xả tức lên người hắn nhưng khi tô hiểu buông ra chỗ cô cắn lại xuất hiện mấy vết nâu đen dính ở trên áo sơ mi trắng của hắn từ khâm lập tức gầm lên tô hiểu cô ăn cái gì mà lại dám bôi ra áo của tôi thế này cô à tôi vừa ăn sô cô la thôi dính một chút ấy mà có làm sao đâu sao cô có thể ở bẩn đến như thế này chứ anh vừa chê tôi bẩn đi à vậy mà anh còn leo lên giường lăn lộn với tôi để tôi mang thai con của anh đấy nghe xong từ khâm đen mặt nắm chặt bàn tay nếu như con hắn ra đời hắn nhất định phải dạy dỗ cho nó ở sạch sẽ ngay từ bé không thể nào để cho nó nhiễm cái tính cáu bẩn của mẹ nó được khi chiếc xe ô tô dừng lại ở nhà họ tô từ khâm tính xuống xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa xe giúp tô hiểu nhưng ai ngờ cô lại không cần hắn mà vội vàng xuống xe. Lúc này Tô Hân cùng với mẹ cô ta vui vẻ, từ bên trong đi ra đón tiếp. Chính xác hơn là đón tiếp từ khâm. Trường Thi Ngọc nở một nụ cười niềm nở rồi nói ngay. Con rể, con đến rồi đi à? Mau vào nhà đi, Ba con đang đợi con bên trong. Bốn dĩ là cô đi cùng với tử khâm, vậy mà Tô Hân lại cố ý chen ngang kết quả cô ta bị tô hiểu không kiêng nề gì mà vội vàng đẩy ra ngay tô hiểu tại sao em lại có thể đẩy chị chứ chị chỉ muốn chào hỏi anh khâm một chút thôi tô hiểu đưa tay day day đầu nhìn tô hân lại là cái bộ dạng ngáo ngơ giả vờ đáng thương này cô ta đúng là có khiếu làm diễn viên trước những con mắt nhìn chằm chằm của mọi người tô hiểu liền nói ngay đây là chồng của tôi tôi có quyền quyết định với anh ấy nếu có giỏi, chị đi mà lấy chồng tôi. Đến lúc đấy, chị muốn thân mật, tôi không bao giờ ngăn cấm được chị. Không phải đột nhiên mà tôi hiểu, nổi nóng với Tô Hân như vậy. Tất cả đều có nguyên do của nó. Sợ dĩ trong bữa tiệc tại nhà họ doãn lần đó, Tô Hiểu bị bỏ thuốc. Không cần phải nói, cô cũng thừa biết là ai. Tô Hân sợ rằng cô cướp đi doãn tử khâm của cô ta, nên cố ý gài cô lên giường với một người đàn ông nhưng ai mà ngờ được Kẻ thù của tử khâm Cũng bỏ thuốc hắn Thế nào hai người lại đi vào chung một căn phòng Rồi đến khi Tô Hân gọi người đến Hồng muốn bắt gian cô Kết quả tự lấy đá đập vào chân mình Sau khi mọi người nhìn thấy Tô Hiểu và Tử Khâm Buộc phải kết hôn với nhau Không những vậy Cô lại phải bị gán cái mác Là cướp chồng chưa cưới Của chị gái cô Cho dù Tô Hiểu biết được sự thật nhưng mà khi cô nói ra chẳng có ai tin chuyện này cô vẫn còn nhớ như in vào cái đêm tân hôn đó từ khâm đã tức giận với cô cho dù cô có giải thích ra sao thì hắn không hề muốn nghe đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho cô muốn ly hôn cô không muốn hắn chịu trách nhiệm cũng không phải cả đời này phải trói buộc vào người mà mình không yêu hiểu hiểu này con đừng có giận Chắc là chị con không cố ý đâu. Trường Thi Ngọc chính là người biết thức thời. Chính vì vậy bà ta lên tiếng, nhận hết lỗi về con gái bà ta. Ngay khi cô Tô Hiểu muốn nói gì đó, liền bị tử khâm nắm tay cô. Tô Hiểu này, đừng có gây sự. Chuyện của tôi không khiến anh xía vào. Vừa nói dứt lời, Tô Hiểu chợt khựng lại. Khi nhìn thấy sắc mặt của tử khâm, không được tốt cho lắm. Từ khâm không muốn cô gây sự thêm Nên mới cản cô lại Hắn là đang lo cho cô Lại bị người ta bàn ra tán vào Nhưng mà cô lại cho rằng Hắn đang muốn bênh vực cho Tô Hân Đáng nhẽ cuộc hôn nhân của hai người không nên xảy ra Người hắn lấy là Tô Hân mới đúng Bữa cơm hôm đó khiến cho Tô Hiểu cảm thấy rất ngột ngạt Ai cũng nói chuyện rất vui Đặc biệt là ba của cô Ông liên tục hỏi con rể về chuyện chính trị đang lúc Tô Hiểu đang cắm cúi ăn, Từ Khâm chợt gắp thức ăn vào bát của cô. Khi cô ngẩng đầu lên, vẫn thấy hắn đang nói chuyện với ba của mình. Nhưng tay của hắn để dưới gầm bàn, lại vỗ nhẹ vào tay của cô, giống như muốn an ủi cô. Điều này khiến cho Tô Hiểu vơi đi phần nào sự trống vắng. Có điều tất cả hành động của Từ Khâm lại được Tô Hân thu vào tầm mắt. Cô ta nắm chặt đôi đũa trong tay với vẻ mặt không cam tâm. Trường Thị Ngọc ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cô ta, phải thật bình tĩnh. Ăn xong bữa cơm, Tô Hân theo ba vào thư vòng nói chuyện. Đã lâu lắm rồi, hai ba con cô mới ngồi nói chuyện với nhau. Kể từ khi ba cô dẫn hai mẹ con của bà Trương Ngọc về, cô hầu như không còn quan tâm đến chuyện của ba nữa. Ông Hoàng Hải rót ra hai chén chè rồi nói với con. Đã lâu lắm rồi, hai ba con ta không có nói chuyện với nhau con nghĩ con chẳng có chuyện gì để nói với ba cả ông hải rất bất ngờ ông biết tô hiểu là người chịu thiệt thòi nhưng mà ông chẳng còn cách nào khác ban đầu tô hiểu xin ông không muốn lấy tử khâm nhưng vì mặt mũi nên ông đành phải ép cô từ lúc đó tình cảm ba con sứt mẻ rồi càng ngày càng rạn nứt hơn hiểu hiểu này con nên suy nghĩ cho đại cục chứ thẳng khâm chính là một chỗ dựa rất vững chắc còn lấy nó không bị thiệt thòi gì sau này nếu như nói chúng cái chức bộ trưởng bộ tài chính con chắc chắn là có một cuộc sống hạnh phúc cả đời đến mấy đời sau vẫn còn hạnh phúc bà nghĩ con cần sự hư vinh đó sao bà cũng biết lý do vì sao con và anh ta lên giường hôm đó nhưng chính bà lại bênh vực con gái hơn của ba. Bà. bà muốn đẩy con đi. Bà thực sự là một người ba rất tốt đi à Hiểu, hiểu. Bà chưa bao giờ muốn con chịu thiệt. Tất cả những gì ba làm đều là lo lắng cho con. Ngay cả tên con là hiểu, ba cũng mong con có thể hiểu cho ba. Nghe đến đây Tô Hiểu tức giận, cô đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Ba bà lo cho con sao? Vậy tại sao bà không nghĩ đến cảm xúc của con mà lại đưa hai mẹ con bà ngọc về đây bà phản bội mẹ con phản bội lời hứa rồi sẽ có một ngày bà phải sáng mắt ra thôi nói xong cô lập tức quay người bỏ đi để lại cho ông hải ngồi đó với vẻ mặt bất lực sau khi trở phòng tôi hiểu không thể nào bình tĩnh thêm được chính vì vậy cô mở cửa ra ngoài ban công muốn cho thoáng một chút nhưng cô lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cô rất rất ngứa mắt. Từ tầng 2 nhìn xuống, cô thấy Tô Hân đang ôm lấy tử khâm. Không biết bọn họ nói gì, nhưng cô chắc chắn một điều là tử khâm kia, không vội vàng đẩy Tô Hân ra. Chính vì vậy, Tô Hiểu đi vào phòng tắm, cô lấy một cái thau nước, xả đầy nước rồi bê nó ra ban công. Từ chỗ cô đứng, cô đổ hết nước xuống cả người của Tô Hân và người của tử khâm lát sau có tiếng hét lớn tô hân tức giận ngẩng đầu lên nhìn tô hiểu và càng ngày càng hét lớn em đang làm cái quái gì thế hả tô hiểu nhìn về phía tử khâm hắn đang nhìn cô hai người chạm mắt nhau nhưng tô hiểu lại nở ra một nụ cười chế giễu muốn ôm ấp ấy thì cút về phòng của chị mà ôm ấp đứng dưới phòng của tôi tôi cảm thấy bẩn nên tôi gột rửa thôi bị cô hắt nước tô hân tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi ken két còn riêng doãn tử khâm anh lại cảm thấy vô cùng bình thản tử khâm bất giác thở dài sau đó phủi nhẹ những giọt nước đang còn dính trên người của mình xuống thấy tô hiểu đóng sầm cánh cửa ban công lúc này tô hân tỏ ra bất bình anh nhìn thấy rồi đấy con bé hiểu nó không hiểu chuyện nó làm rất nhiều chuyện lố bịch người như nó chẳng giúp ích được gì cho anh sau này đâu vừa nãy tô hân tính muốn hôn tử khâm đấy nhưng môi còn chưa chạm liền bị hắt nước vào người dù sao thì đứng ở vị trí của tô hiểu thì nhất định sẽ nghĩ rằng cô ta và tử khâm đang hôn nhau thật thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy đi cô ta muốn đứa em gái kia hiểu nhầm muốn tình cảm của nó sứt mẻ như vậy mới khiến cô ta có lợi thế hơn tử khâm sau khi chỉnh lại bộ đồ trên người hắn nhìn chằm chằm vào tô hân vậy thì cô cô giúp ích được gì cho tôi tô hân mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ của tử khâm vì bị dính nước mà chiếc váy trên người cô ta dính sát vào cơ thể cảnh xuân cứ như vậy phơi bày ra trước mắt của tử khâm nếu như em trở thành vợ của anh em sẽ giúp anh thắng cử không những vậy Em sẽ dọn dẹp tất cả những kẻ dám càn đường anh. Cứ tưởng rằng mỹ nhân trước mắt thì từ khâm sẽ siêu lòng. Thật không ngờ hắn cúi xuống bên tai của Tô Hân. Hắn thì thầm với cô ta. Người của tôi, cô không có tư cách động vào. Còn nữa, thôi ngay cái trò vặt vãnh của cô đi. Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính kế gì với em gái của cô. Cô ấy là vợ của tôi nói xong hắn lập tức đẩy tô hân ra hắn liền quay người bỏ đi ngay sau đó để lại mỹ nhân với bộ mặt không cam tâm với hai hàng nước mắt lăn dài trên má tô hiểu sau khi xả giận cô tức tối nằm xuống giường ánh mắt của cô thất thần nhìn lên trần nhà nhớ lại cảnh tượng kia cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu cô và tử khâm đã ký vào đơn ly hôn đúng là cô không có quyền can dự vào chuyện của hắn nhưng mà cô không cam tâm khi nhìn thấy hắn và tô hân ở bên nhau như vậy hai người lại còn hôn nhau nữa tô hân là một con người xào trá ngay từ khi cô ta bước chân vào căn nhà này cuộc sống của cô chưa có ngày nào được yên bình năm đó cô yêu lương gia minh nhưng rồi sao khi hai người sắp sửa tính đến chuyện tổ chức hôn lễ gia minh liền nói rằng anh ta đã yêu chị gái của cô cái gì mà anh ta không thể nào quên được Tô Hân, mẹ kiếp thật. Tô hiểu lúc đó bị phản bội, cô tức đến nỗi muốn đâm cho cái tên khốn nạn kia một nhát. Đám đàn ông suy cho cùng đều giống như nhau mà thôi. Cô cứ tưởng rằng Tử Khâm sẽ khác, nhưng mà hắn vẫn bị con hồ ly tên là Tô Hân kia quyến rũ, thật là tức chết. Cánh cửa phòng bỗng có ai đó mở lớn, Tử Khâm từng bước đi vào bên trong với bộ dạng ướt nhẹp. Thầy hắn bước vào, Tô Hiểu bật dậy, tiện tay vừa lấy cái gối và ném về phía của hắn. Chơi đùa xong, anh còn mặt mũi bước chân vào phòng của tôi à? Tử khâm, anh cút sang phòng khác mà tắm cho sạch sẽ đi. Tử khâm bắt lấy chiếc gối của cô, hắn dần dần tiến tới phía của cô. Cô thấy như vậy thì tính đứng dậy, nhưng do hấp tấp nên phía chân bó bột của cô chạm mạnh xuống sàn nhà. Tô Hiểu đau điếng loạn choạng. Cũng may mà Tử Khâm kịp thời vươn tay ôm lấy cô vào lòng hắn, nhưng tội cái mũi của cô lại đập vào ngực của hắn. Cô gào thét trong lòng rồi chống một tay trước ngực hắn, tay còn lại xoa nhẹ cái mũi của mình. Khốn kiếp, sao ngực anh cứng thế? Ôi chao ơi cái mũi của tôi. Tử Khâm biết dạo này Tô Hiểu gặp chuyện khá đen, nhưng hắn không ngờ cô lại hậu đậu đến nỗi như vậy. Bất giác Hắn nhìn theo những vệt nước dài từ phòng tắm ra ban công Rồi hắn nhíu mày Cô bị què một chân rồi Mà cô còn cố gắng Bê nước ra tận đây cơ à Này, anh đang sỏ xiên tôi đi à Cũng vì ai mà tôi phải làm thế Anh và Hân ấy Lần sau kiềm chế lại Đưa nhau đến chỗ kín ấy Muốn làm cái gì thì làm Đừng có đứng ở địa bàn của tôi Làm chuyện đồi bại Sống hệt như hai con lợn xề Cô vừa nói gì Ai là lợn xề Tôi nói anh đấy Cái loại lăng nhăng Không biết giữ ý tứ Tô Hiểu còn chưa nói dứt câu Thì liền bị tử khâm cưỡng hôn một cách thô bạo Cô vội vàng đẩy hắn ra Cô muốn chửi cho hắn một trận Ai ngờ hắn lại tiếp tục hôn cô Đầu óc của cô dần trở nên trống rỗng Hơi thở khó khăn Gấp gáp đến nỗi Hai má của cô ửng hồng Tử khâm Anh khốn kiếp Anh đi hôn con mụ hân kia Rồi bây giờ anh về đây hôn tôi anh bẩn nó vừa thôi chứ. Tôi không muốn hôn cô ta. Đây là hôn gián tiếp, anh hiểu không? Tô Hiểu dùng hết sức làm loạn, đầy từ khâm ra. Lực của hắn bỗng suy yếu dần. Sau đó thế nào tu Hiểu lại bị ngã về sau. Cái chân còn lại đụng trúng cây nạng dưới đất. Rồi lại bị trẻo thêm một lần nữa. Lúc này tại bệnh viện, lại là một vị bác sĩ quen thuộc đang chỉnh lại bên chân của cô ông ta bất lực nhìn về phía tu hiểu cô xấu hổ đến nỗi che mặt rồi ông ta lại nhìn lên doãn tử khâm đang đứng sau lưng cô vị bác sĩ thở dài lắc đầu ngao ngán lại là hai người sao thế lần này lý do gì lại khiến chân của cô ấy bị trẹo nặng như thế này chứ ừ, tôi tôi hôn cô ấy rồi cô ấy đẩy tôi ra sau đó dẫm phải cái nạng dưới chân rồi tôi biết tuổi trẻ rất sung sức hai người cũng biết chọn thời điểm đấy cứ đến giờ tôi trực lại ló cái mặt xuất hiện hai người đúng là vui tính lắm cơ thế nào mà tôi hiểu đen đùi ra sao mà gãy một chân rồi chân còn lại lại bị trẹo chứ cũng may bên chân trẹo của cô không có bị nặng giống như bên chân gãy chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc là mấy ngày cô khỏi ngay từ một người bình thường rồi lại phải chống nạng, sau đó lại ngồi xe lăn, Tô Hiểu mệt mỏi đến nỗi khóc còn không thành tiếng. "Thôi, tốt nhất là dẹp ngay cái vụ có em bé đi, cứ mỗi lần hôn Tử Khâm là y như rằng cô lại gặp chuyện." Tử Khâm nhìn bộ dạng buồn bã của cô thì cảm thấy có chút gì đó có lỗi, dù sao thì cũng một phần lỗi là của hắn, nên mới khiến Tô Hiểu thành ra như thế này. Khi hai người về đến nhà Cũng là nửa đêm Tô Hiểu đi tắm Nhưng chân đau nên không đi được Cô liền nghĩ ra cái gì đó Vội quay sang từ khâm và nói ngay Mau đi vào phòng tắm Sau đó xả nước ấm vào bồn cho tôi Cô đang sai ai đấy Thế cho tôi hỏi nhé Là ai mà tôi mới thành ra như thế này Tử khâm nghe xong im bặt, Anh chỉ hừ lạnh một cái Rồi làm theo yêu cầu của cô thấy ai đó tức giận, Tô Hiểu cảm thấy khá là thoải mái cho những gì mà mình phải chịu. Cô cứ ngồi đó đợi Tử Khâm, quả nhiên tác phong của hắn rất nhanh, thoát một cái, hắn đã xả xong nước. Tô Hiểu tính lăn xe lăn đi lăn lại gần phòng tắm thì ai ngờ lại bị hắn một mạch bế sốc cô lên. Anh đang làm cái trò gì thế này? Tôi tự làm được. Thấy cô sủ lông lên, Từ Khâm chợt nở một nụ cười nhạt rồi nói với cô, Chẳng phải là chân của cô đau sao? Bất tiện như vậy. Để tôi tắm cho cô. Này, ai ai thèm anh tắm cho tôi chứ? Anh chạm vào người của tôi là muốn lợi dụng tôi. Mà kể cho cô gào thét dữ rồi, từ khâm vẫn nhất quyết ôm cô bước vào bên trong phòng tắm. Gương mặt của cô lúc này không thể nào đỏ hơn. Mà cái tên khốn nạn kia lại dám tự tiện cởi áo của cô. Tôi hiểu ức lắm, bèn nắm lấy cổ củ áo của từ khâm, cô gằn giọng. Một là anh ra ngoài Hai Hai là anh ở lại đây Tôi 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 làm anh tại đây luôn Tôi hiểu này Làm lúc tôi thấy cô rất giống lưu manh Chả nhẽ Cô lại thèm khát thân thể của tôi nhiều đến như vậy sao Làm tôi tại đây Nhắc đến chuyện này Tôi hiểu chợt đưa mắt nhìn xuống Thân hình của từ khâm Cô đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt Phía sau cái lớp áo sơ mi kia là cả một thân hình có múi thực sự là cô rất muốn sờ vào nghĩ ngợi một lúc Tô hiểu giật mình lắc mạnh đầu để thanh tình biết ngay mà mỗi lần lại gần từ khâm là cô lại bị hắn mê hoặc không được không được nhất định phải tỉnh táo không được rơi vào mỹ nam kế thôi được rồi anh đi ra ngoài đi chả nhẽ người ta đang đau chân anh cũng muốn người ta hay sao chứ tôi hiểu cất giọng nhẹ nhàng tựa vào ngực của tử khâm hai tay của cô vòng qua ôm lấy thắt lưng của hắn vốn dĩ tử khâm chỉ định trêu đùa cô một chút ai ngờ cô lại chạm đến giới hạn của hắn như vậy chứ tử khâm đánh gỡ tay của cô ra nhanh chóng đứng dậy thôi được rồi cô tắm nhanh lên nhìn bóng lưng của hắn rời đi tôi hiểu chợt nở một nụ cười khoái chí thấy chưa tính mê hoặc bây giờ lại bị cô rủ rỗ Vừa nãy hình như hắn có phản ứng với cô. Đúng là đàn ông đã không chống lại được, lại còn đi khiêu khích với lửa chứ. Những ngày tháng tu hiểu phải ngồi xe lăn, khiến cho cô liên tục cào nhau. Khổ nỗi, từ khâm bận bịu cả ngày, đến tối về lại phải lao đầu vào để cho cô sai bảo. Cứ thấy hắn tỏ ra khó chịu, là cô lại vênh mặt lên, chỉ tay vào trong bụng của mình, ý nói rằng cô đang mang thai. Quan gia nhìn thấy Từ Khâm như vậy thì cũng phải công nhận sức chịu đựng của hắn quả là rất tốt, bị hành xác cho càng ngày thế mà vẫn ân cần chăm sóc tu hiểu, làm chân dài sai vặt cho cô. Hôm nay cũng như mọi khi, Từ Khâm vừa xong công việc, tính trở về nhà thì cô nhận được một cuộc gọi của đám bạn thân gọi đến. Hắn đưa tay xem đồng hồ, tính toán thời gian một lúc rồi nhanh chóng đồng ý. Đám bạn thân của Từ Khâm có tổng cộng 4 người một là trợ lý cấp cao của tổng cục chính trị tên là tống văn quân người thứ hai là thẩm phán đồng vĩ thành còn người thứ ba là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn quốc tế mit cao triều người cuối cùng là tổng giám đốc của một tập đoàn kinh doanh sắt thép tên là dương trí nghị với thế lực của tử khâm thì kết bạn với những nhân vật tai to mặt lớn là điều chẳng có gì xa lạ nhưng có điều trong nhóm hắn luôn bị đám bạn cô lập vì cái tội lấy vợ muộn. Phải nói rằng, Từ Khâm luôn theo chú nghĩa độc thân chính cống, bất đắc dĩ lắm, hắn mới bắt tay với ba của Tu Hiểu để có thể giữ vững vị trí trong cuộc bầu cử. Sau khi lấy Tu Hiểu, thì hắn mới chính thức được hội anh em xác nhận trở thành một thành viên trong nhóm. Nói chuyện còn chưa được dăm ba câu, Từ Khâm nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói ngay đến giờ tao phải về rồi triệu thấy như vậy liền lên tiếng lâu lâu mới tụ tập mày tính bỏ bọn tao đi đâu vợ tao bị gãy chân nên tao phải về để cho vợ sai vặt và phục vụ cô ấy cả đám nghe xong liền ồ lên thành huyết nhẹ tay vào tay của quân thằng khâm cuối cùng cũng đủ điều kiện rồi đấy nào người anh em mau cho nó vào trong nhóm đi từ khâm không hiểu mấy cái tên này Đang lài nhài cái gì Chỉ biết vài giây sau Điện thoại của hắn bỗng có thông báo Hắn mở ra xem Thì thấy bản thân được thêm vào một nhóm chat chung Lúc này Nghị nở một nụ cười bí hiểm Từ từ lắc ly rượu trong tay Chúc mừng ngài Nghị viên của chúng ta Đã đủ điều kiện vào nhóm Nô thê, sợ vợ Doãn tử khâm nhìn cái nhóm chat Hội nhóm nô thê thì sắc mặt gườm gườm khiến cho đám bạn lạnh cả sống lưng. Trong nhóm ai chả biết tính cách của từ khâm thất thường ra sao, chính là kiểu người cổ quái nhất trong số những người cổ quái. ấy vậy mà đám bạn này vẫn chơi thân với nhau một cách kỳ lạ. Từ khâm nhìn cái tên đầu sỏ quân thì ném cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi. Lúc này đây cả lũ mới cảm thấy nhẹ nhõm, May mà dạo này từ khâm bận tối mắt tối mũi, chưa như tình hình vừa rồi thì đảm bảo có người sẽ bị hắn cho ăn đấm. Triệu quay sang phía thành và hỏi ngay. Dạo này nhà nước bận biểu thế cửa, tao thấy khâm nó bận suốt, còn không tụ tập với đám chúng mình, nhiều giống như trước đây nữa. Ừm, dạo này rất bận, rất nhiều vụ việc cần phải giải quyết, đến cả tao đây, suốt ngày lên tòa, xong rồi lại họp hành các thứ, không có thời gian dành cho vợ nên suốt ngày bị cào nhau đây nghĩ khác với hai người bạn của mình hắn nhàn nhã bình tĩnh cũng may ban đầu tao không theo gót chân bọn mày mà đi vào nhà nước nếu không à chắc bây giờ đầu của tao nổ tung mất mọi người đang thăn ngắn thở dài đột nhiên quân nhớ ra điều gì đó liền nói ngay theo như trình tự thì ngày hôm nay không là người tính tiền chứ nhỉ thế mà nó đến rồi lại chạy về mất hút. Hôm nay ai quẹt thẻ? Cả lũ nghe xong thì chợt im lặng nhìn nhau, bọn họ chính là những kẻ rất lắm tiền, lại có quyền có thế, tuy nhiên hiện giờ tài sản lại bị vợ quản lý hết cả rồi, giờ ai nấy chỉ là một người bình thường mà thôi. Trong khi tất cả đang ngớ người không biết phải làm thế nào, thì may Sao nghĩ chợt nhớ ra điều gì đó và lên tiếng. À, nơi này là địa bàn của đàn em họ tao mở suýt nữa thì quên lát nữa tao gọi cho nó lên thế mà mày không nói sớm làm ông đây sợ thót cả tim những ngày tu hiểu bị gãy chân nằm trong nhà rất nhàn nhã được cái từ khâm chăm sóc cô hết mức không những vậy đồ ăn thức uống đều được hắn bưng đến tận miệng cho cô từ chối thì phụ lòng của người ta nên Tô hiểu cứ như vậy hưởng thụ sự chăm sóc đó một cách tốt nhất chỉ khổ cho tử khâm Bận việc cả ngày Về đến nhà còn không được nghỉ ngơi Thế mà hắn lại rất biết nhẫn nhịn Mà hắn lại càng nhẫn nhịn Thì tu hiểu lại càng lấn tới Hắn luôn có cảm giác Giống như cô đang trả đũa hắn vậy Ông xã ơi Em thèm ăn xoài lắm Đợi một chút Tôi đi gọt cho cô Ông xã ơi Người em nhức mỏi lắm Đợi một lát Tôi đấm bóp cho cô Ông xã ơi, em khát nước, muốn xem phim. Biết rồi, biết rồi. Quản gia và người giúp việc nhìn thấy một màn này thì cố gắng nhịn cười. Ông chủ cao cao tại thượng của họ từ khi lấy phu nhân về, đích thị là một chân sai vặt chính hiệu. Thoáng chốc cũng đến cái ngày tu hiểu tháo bó bột ở chân. Thấy chân mình đi lại bình thường, cô vẫn còn luyến tiếc lắm. Những ngày tháng nhàn rỗi sai khiến thử khâm, đến bây giờ cũng kết thúc mất rồi thấy chân của cô không có vấn đề gì lại đi lại được như trước từ khâm lúc này mới không nhẫn nhịn thêm được nữa khi bác sĩ vừa xin phép ra về hắn lập tức nắm lấy tay của tôi hiểu thời gian qua cô hành tôi hơi quá rồi đấy nếu không phải vì đứa bé tôi nhất định sẽ khiến cho cô phải trả giá anh yên tâm đi con anh vẫn khỏe mạnh lắm nhưng mà tại sao tôi thấy cô không bị ốm nghén với lại hình như bụng của cô không có chút gì thay đổi nghe đến đây tôi hiểu sực mình nhớ ra đúng rồi những ngày qua cô chìm trong sự hầu hạ của từ khâm mà quên bén đi cái nhiệm vụ chính bây giờ cô biết đào đâu ra con cho hắn đây ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra chết chưa cái này mới là gay go này trên trán Tu hiểu bỗng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng Giờ làm sao đây cô biết phải làm sao đây Nếu như để cho tử khâm đưa cô đi bệnh viện khám Chắc chắn bí mật Sẽ bị hắn biến mất À không cần đâu Em hẹn bác sĩ rồi quay lại chưa đến ngày tái khám Khi nào đến em có thể tự đi Thế mà tử khâm Lại chả có nghi ngờ gì Hắn lập tức quay người Xách cặp đi làm Buổi tối hôm đó khi đang tắm Tô Hiểu nhận thấy có cái gì đó không đúng Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô Hôm nay là đến ngày bà gì của cô tái xuất Bây giờ trong phòng không có băng vệ sinh tôi Hiểu thực sự dối rắm hết cả lên Cô vội vàng lấy khăn tắm Quấn quanh người Rồi gión rén mở cửa bước ra ngoài Đúng lúc này thì từ khâm bước vào Trông thấy cô lén la lén lút Thì hắn cau mày hỏi cô Cô tính làm gì Không mặc quần áo vào Định nhảy bổ ra đây quyến rũ tôi đi à À không liên quan đến anh bà gì tôi đến rồi nên tôi phải đi tìm đồ bà gì của cô em gái mẹ cô đến chơi à đã đau bụng thì chớ mà cái tên này cứ chọc ngoáy khiến cho cô bực hết cả mình cô quát lớn kinh nguyệt của tôi đến đừng có tỏ vẻ ngây thơ không biết bà gì là kinh nguyệt bây giờ tôi hiểu mới biết thế nào là mồm nhanh hơn não khi cô ngớ người sực tỉnh thì sắc mặt của tử khâm không thể nào đen hơn được nữa. Hắn nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô nổi hết cả da gà. Tô Hiểu đưa tay, bịt lên miệng của mình, cô không dám thở mạnh nữa khi từ khâm gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô dám lừa tôi. Gan của cô đúng là lớn thật. Cô dám lừa tôi. Tôi... tôi đâu có lừa anh cái gì chứ. tôi đến nước này rồi mà tô hiểu đang còn tính chối tử khâm tức giận thầy hắn tiến lại gần mình tô hiểu càng sợ lùi lại phía sau vài bước khi chân của cô chạm đến sát mép giường biết là hết đường chạy đi tô hiểu lúc này mới biết bắt đầu sợ hãi tử khâm giận đến nỗi nắm chặt hai tay cô còn nhìn thấy cả những đường gân hẳn trên tay của hắn cô bảo không lừa tôi sao vậy cô thử nói xem cô mang thai mà cô lại có kinh nguyệt được sao chẳng nhẽ trường hợp của cô là trường hợp đặc biệt đúng đúng trường hợp của tôi là trường hợp đặc biệt tố hiểu tử khâm quát lớn khiến cho cô co rúm người lại sau đó cô sợ hãi theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu mình tôi tử khâm à tôi biết tôi sai rồi tôi không cố ý lừa anh tôi tôi xin lỗi Cách tốt nhất để giữ mạng chính là diễn xuất. Về phần này thì tu hiểu rành hơn ai hết. Cô biết tổng từ khâm má, sống chung với hắn một thời gian, cô thừa nắm được tính cách của hắn. Chỉ cần khẩn khoản nhận lỗi, nhất định sẽ được khoan hồng. Thêm cả một chút đáng thương, một chút tội nghiệp. Tử khâm nắm chặt lấy cổ tay của cô, nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận. Cô có biết, chuyện cô mang thai đã đến tai ông nội của tôi rồi không? Cô có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng đến như thế nào không? Tôi tôi làm sao mà biết được. Tôi hiểu lúc này hệt như một con thỏ, đối mặt với Tử Khâm, cô nhận thấy bản thân mình đúng là bị hắn dọa cho hồn vía sắp phiêu bạt đi đâu mất rồi. Hắn lại tiếp tục nói với cô. Cô biết ông nội tôi lớn tuổi rồi, tôi có thể chịu được, nhưng mà ông nội của tôi thì không? Lúc nghe tin cô mang thai, ông nội tôi gọi thằng trực tiếp cho tôi. Ông rất vui. Bây giờ cô nói gì? Cô không mang thai sao? Cô định như thế nào? Có vẻ như tôi hiểu nhận thức được chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Rõ ràng, cô đâu có cố ý muốn như thế này đâu chứ. Là bác sĩ, báo nhầm kết quả cho cô cơ mà. Nghe nói người thân duy nhất hiện tại của Từ Khâm chính là ông nội hắn. Ba mẹ hắn không may qua đời khi hắn mới chỉ lên 5 tuổi. Cuộc sống của hắn từ bé đến lớn đều do một tay ông nội chăm sóc. Chính vì vậy, hắn lúc nào cũng rất quan tâm đến ông nội. Ông nội hắn trước đây là một trong những vị lãnh đạo cấp cao của quân đội. Tuy giờ đã về hưu, nhưng trong quân đội thì ông vẫn là một nhân vật lớn mà ai cũng nề mặt. Sức khỏe của ông cũ doãn, dạo này không được tốt. Một phần vì lớn tuổi, một phần bị bệnh nên lúc nào cũng phải có bác sĩ riêng thay nhau trực 24 trên 24. Việc Tô Hiểu mang thai đã truyền đến tai của rất nhiều thành viên trong nhà họ Doãn. Bây giờ nếu như vỡ lở, người đầu tiên sốc nhất chính là ông nội hắn. Rồi đám người chuyên nhắm vào hắn, kiểu gì chả gây sức ép cho ông nội. Tử Khâm thực tình không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Thấy Tử Khâm lâm vào trầm tư, Tô Hiểu liền muốn thanh minh tôi cũng bị lừa. Tại tại hôm đấy, khi anh rời đi, thì bác sĩ thông báo lại cho tôi là kết quả bị nhầm lẫn. Tôi, tôi đâu có muốn chứ. Chuyện đến nước này rồi, đến chính bản thân tử khâm cũng chẳng biết giải quyết ra sao. Suy nghĩ một lúc, hắn bèn nói với cô. Nếu như chuyện đã như vậy rồi, thì cô cứ tiếp tục nói dối đi. Sao, sao cơ? Tô Hiểu trợn tròn mắt kinh ngạc. Lúc này Từ Khâm đưa tay vò đầu, sau đó ngồi xuống giường. Ông nội tôi rất vui. Với lại nếu như để cho ông biết được chuyện này, chắc chắn bệnh tình của ông nội tái phát. Thôi thì, cứ vậy nói dối đi. Mọi chuyện tôi sẽ tính sau. Tô Hiểu gật gù rồi chỉnh lại khăn tắm. Sau đó cô đứng dậy, vội chạy đi lấy băng vệ sinh rồi vào trong phòng tắm đóng cửa lại lát sau cô đi ra với bộ quần áo ngủ chìn chu ngồi bên cạnh từ khâm cô trần trừ một lúc rồi lên tiếng hỏi về về cái chuyện ly hôn ấy con nên không để cho cô nói hết câu từ khâm liền ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo khiến cho cô ngậm miệng lại ngay hắn hử lạnh còn tính đến chuyện ly hôn sao bao nhiêu rắc rối cô gây ra cho tôi à đừng có mơ Thế là cái cơ hội duy nhất bị dập tắt. Tô Hiểu khóc không ra nước mắt, cứ nghĩ đến khoảng thời gian tự do mà cô cảm thấy thèm khát. Tất cả bây giờ đều trở thành hư vô. Chúng ta sẽ giấu tất cả mọi người về chuyện này. Chỉ có cô và tôi biết, cô không mang thai. Trong khoảng thời gian này tốt nhất, cô nên hạn chế ra ngoài. Nếu như để kẻ nào đó phát hiện, cả danh tiếng cũng như tai tiếng của tôi và cô, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ anh cứ làm như anh là minh tinh nổi tiếng không bằng không phải là cô chưa từng chứng kiến qua đấy chứ từ khâm nói không sai ngoài hắn mà còn những ứng viên đang chờ được báo chí và truyền thông rất mực săn tin cô còn nhớ như in đến buổi họp báo phóng viên vây quanh nhiều đến nỗi suýt nữa làm cho cô ngột thở thế bây giờ anh định tính thế nào nếu đến ngày sinh mà không sinh đứa bé ra thì có khác gì phơi bày cho tất cả mọi người đều biết đâu từ khâm quay lại nhìn chằm chằm vào cô nhận thấy ánh mắt của hắn có điều gì đó không đúng cô lập tức cảnh cáo lấy tay che ngực mình làm gì tại sao anh nhìn tôi như thế đợi mấy ngày nữa cô hết kỳ kinh nguyệt cô phải lên giường với tôi tranh thủ thời gian này biến giả thành thật mấy ngày nay tôi hiểu thấy lo lắng không thôi tôi hiểu thực sự không hiểu vì sao từ khâm lại làm như vậy cô chỉ thấy bản thân muốn mau chóng thoát khỏi cái sợi xiềng xích hôn nhân này để có một cuộc sống tự do thoải mái mà thôi rồi sao nhỡ hai người có con thật thì cô có nữa rời đi hay không lúc trước cô muốn có con để uy hiếp từ khâm nhưng mà hiện tại cô lại có một suy nghĩ khác. Nếu như có con rồi, chẳng nhẽ cô lại bỏ nó mà đi sao? Như vậy thì thật là mang tội. Tội lớn với con cô. Đang lúc cô đang suy nghĩ, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng của quản gia vọng vào. Thưa cô, trợ lý ngô đã đến. Đang đợi cô bên dưới đại sảnh à? Tô Hiểu đứng dậy, đi ra mở cửa và hỏi lại ngay. Là trợ lý của anh Khâm sao? Anh ta đến gặp tôi có chuyện gì ạ? À? à tối nay ngài nghị viên sẽ tham gia một bữa tiệc của các cấp lãnh đạo trợ lý ngô đem đến lễ phục rồi sau đó đưa phu nhân đến bữa tiệc à nghe đến đây tô hiểu thở dài từ khi cô lấy từ khâm thì hầu như phải tham gia rất nhiều bữa tiệc với hắn rồi cả họp báo nữa tô hiểu thực sự rất mệt lắm lúc cô còn bị người ta ép uống rượu thậm chí bệnh đau dạ dày tái phát cô cũng phải nặn ra một nụ cười đáp lễ mà từ khâm hầu như bị những người khác vây quanh anh làm gì có thời gian để mà để ý đến cô chứ khi tô hiểu đi xuống thì trợ lý ngô liền vui vẻ nói ngay thưa cô đây là lễ phục cho tối nay còn có cả hai nhà tạo mẫu để trang điểm và tạo kiểu tóc cho cô có vẻ như tô hiểu đã quá quen với cảnh này nên cô chỉ gật đầu một cái rồi sau đó bắt đầu tiến hành ngay. Thường ngày khi cô ở bên ngoài, cô rất ít khi phải make up, mỗi khi ra ngoài cô chỉ tô ít son, có những lúc để cả mặt mộc luôn rất giản dị, chính vì vậy mà làn da của cô rất khỏe. Tuy nhiên, từ khi kết hôn với Từ Khâm, cô liên tục trang điểm để cùng hắn xuất hiện với một bộ dạng nổi bật nhất, chính vì vậy mà cô đã phải mua một bộ mỹ phẩm chăm sóc da nhiều hơn bảo sao mà cô không thích cái sự hào nhoáng này một chút nào sau khi được trang điểm sửa soạn làm tóc và mặc lễ phục xong khiến cho cô lại biến thành một người khác trợ lý ngô nhìn cô một lượt cảm thấy rất hài lòng rồi lấy xe đưa cô đến bữa tiệc khi xe đến nơi cô nhìn thấy từ khâm đang đứng đó chờ đợi cô thấy tô hiểu đến từ khâm trông thấy cô mặc mũ lễ phục do chính đích thân bản thân mình lựa chọn thì vô cùng vừa ý. Hắn nói ngay. Bộ này cô mặc rất đẹp. Tôi hiểu nheo mắt, nhìn cái bộ dạng này của Từ Khâm thì khoanh tay xỉ một cái. Đến bao giờ tôi mới không phải tham gia mấy cái bữa tiệc nhàm chán này của anh chứ? Chừng nào cô thoát khỏi tôi. Lúc đó cô hãy mơ. Dừng một lúc, tôi hiểu tiến lại gần Từ Khâm, ghé bên tai hắn rồi nói nhỏ nếu như tôi không ly hôn nữa thì anh từ bỏ chức nghị viên này rồi về quê sống cùng tôi sống một cuộc sống bình yên liệu có được không tử khâm tưởng cô nói đùa liền đưa tay chỉ nhẹ vào chán của cô bớt suy nghĩ viển vông đi thấy tử khâm đưa tay ra tôi hiểu liền đưa tay nắm lấy tay của hắn những lời cô nói đều là thật lòng Cô chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên, nếu như tử không chịu suy nghĩ cho cô, thì có lẽ cô đã không có quyết định muốn ly hôn với hắn. Đây cũng chính là một lý do khiến cho cô quyết định như vậy. Bữa tiệc ngày hôm nay khá giống như tất cả những bữa tiệc khác mà trước đây cô từng tham dự. Tất cả các vị phu nhân đều vây quanh cô, tô hiểu nhìn họ bằng một thái độ, ngoài mặt thì hòa nhã, nhưng bên trong thì cực kỳ chán ghét. Cô biết thừa đám người này đều mang bộ mặt giả tạo. Nếu như không phải cô là vợ của Từ Khâm thì mấy bào cô này có thể cười nói thoải mái và thân thiết với cô như vậy không chứ? Đứng một lúc uống rượu tôi hiểu thấy bụng mình có chút quặn đau. Chính vì vậy cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Cô vội vàng mở túi sách lục lọi một hồi rồi mới phát hiện ra rằng bản thân mình quên mang thuốc cô bực bội chửi thề một hồi tính ra ngoài rửa tay thì đột nhiên bên ngoài có hai người phụ nữ bước vào giọng của hai người phụ nữ này khiến cho cô nhận ra ngay bởi vì hai người cũng nằm trong đám phu nhân đã từng bắt chuyện với cô công nhận anh khâm vừa trẻ vừa giỏi người chồng như vậy mới là người chồng hoàn hảo chứ tôi nghe nói cuộc bầu cử sắp tới chắc chắn người chúng cử là anh ta đấy đến cả chồng tôi cũng khẳng định như vậy thì tôi chắc chắn là thật thì đương nhiên này bà vợ của anh khâm thực sự biết khép mình nhờ cả bữa tiệc tôi bắt chuyện mà cô ta chảnh quá thì người ta là phu nhân nghị viên mà nghe bảo là lấy anh khâm ý, chỉ là giúp anh ta bầu cử thôi ai biết được sau khi chúng cử rồi chúng ta lại nghe được tin tức ngài bộ trưởng bộ tài chính bỏ vợ thì sao Tô Hiểu nghe xong những lời nói này, cô tức đến nỗi, tím tái mặt mày. Nhưng mà cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, mở cửa phòng vệ sinh, bước ra bên ngoài. Sau khi cô bước ra ngoài, hai vị phu nhân kia trông thấy cô, thì bị dọa sợ, khiến cho cả người run rẩy. Doãn phu nhân, um, ờ, sao cô lại ở đây? Tô Hiểu mỉm cười tiến lại gần, vạn vòi nước rửa tay, sau đó bình tĩnh lên tiếng các phu nhân ngoài mặt và trong lòng đều khiến cho tôi thật sự rất bất ngờ nhưng mà nghe rõ đây sau này nếu như bên ngoài có thông tin tôi và chồng ly hôn thì chắc chắn tôi mới chính là người ly hôn với anh ta chứ không phải là anh ta đá tôi hiểu chứ nghe rõ chưa tôi hiểu tự nhận rằng bản thân mình là một người vô cùng dễ tính nhưng mà dễ tính thì phải có mức độ thôi Cô rất ghét ai dám lấy chuyện riêng của cô ra cười cợt. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quay lại nhìn chằm chầm vào hai con người, vừa mới nói xấu mình. Hai người chẳng phải ở bên ngoài, vui vẻ nói chuyện thân thiện với tôi lắm sao? Vậy mà ở sau lưng tôi trừ ẻo tôi, muốn tôi ly hôn với chồng tôi sao? Một trong hai người sợ hãi, chồng của hai người này hình như cũng có mối quan hệ tốt với từ khâm. Tiếc rằng cô không cần quan tâm chuyện này dám đắc tội với cô thì đừng có trách vì sao cô lại ác. Doãn, Doãn phu nhân à, chúng tôi sai rồi, là do chúng tôi hồ đồ, mong cô bỏ quá cho. Tô Hiểu nghe xong vẫn cười tươi và đáp lại nhẹ nhàng. Không, tôi chảnh lắm. Nếu như tôi chảnh rồi, thì tôi không nên nghe mấy người nói làm chi. Tô Hiểu chẳng có hứng thú đi tranh cãi, nên cô nói xong liền rời đi để lại hai con người kia ở lại với bộ mặt xám xịt như vừa gây nên tội gì lớn lắm mấy cái bữa tiệc gì đâu toàn là con người giả tạo là phu nhân của nghị viên cấp cao thì đi đứng phải là đi thanh lịch cử chỉ không được khiếm nhã luôn nở nụ cười trên môi và còn rất nhiều quy tắc khác nghe đến thôi mà còn cảm thấy rất mệt bảo sao cô lại thích về quê để cho tử khâm đi chăn bò cắt cỏ may ra cô mới được bình yên cô bước ra bên ngoài tô hiểu liên tục đưa mắt đi tìm bóng dáng của chồng cô nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy hắn biến đi đâu mất tăm rồi cô thấy một nhân viên phục vụ đang dọn dẹp thì vội vàng đi đến và hỏi ngay nghị viện khâm đi đâu rồi anh có thấy không dạ thưa phu nhân cô tuyết vừa hãy vô tình đổ rượu lên người của ngài ấy tôi thấy cô ấy dẫn ngày ấy đi thay đồ rồi ạ à? nghe đến đây tôi hiểu cảm thấy có điểm gì đó cô tiếp tục hỏi vậy đường đi đến đó là đi như thế nào dạ phu nhân cứ đi thẳng lối kia lên tầng 2, sau đó rẽ trái tôi hiểu ngỏ ý cảm ơn rồi theo hướng dẫn đi tìm chồng cô cô liên tục muốn chửi thề cái tên này lúc nào cũng như vậy dẫn cô đến mấy nơi như thế này rồi bỏ mặc cô đi loanh quanh còn bản thân hắn cứ biến mất không một tâm hơi rồi xem thù này cô không trả cô không mang họ tô vừa đi vừa suy nghĩ nên tôi hiểu không may va vào một cái kệ chiếc bình hoa ở đấy rơi xuống khiến cho cô sợ tái mặt bên kia có tiếng bước chân do dối quá cô liều mình mở cửa một căn phòng rồi trốn vào vận đèn cứ đeo bám khiến cho cô tức tối. Nếu như để cho thằng chồng cô biết cô lại gây chuyện thì cô chắc chắn lại ngồi nghe bài ca la mắng của hắn. Bên ngoài có tiếng xì xầm của mấy nhân viên. Tô Hiểu áp sát tay vào cánh cửa muốn nghe. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Đám nhân viên đó đang thảo luận về ai đã làm rơi chiếc bình. Mãi đến một lúc sau, bọn họ rời đi rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tính mở cửa ra ngoài thì chợt lại nghe thấy có tiếng động. Vì cái tính tò mò mà cô đã đi theo tiếng động đó. Thì ra căn phòng này có thông với mấy căn phòng khác. Tô Hiểu thực sự cảm phục sự sáng tạo của kiến trúc sư. Thế mà, cũng thông cho được sao? Cô đứng nép vào một góc khuất, chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc vang lên. Chị Tuyết, em nghe nói chị mới ly hôn với chồng xong, sợ để cho mọi người biết chị cùng với tôi chung một phòng, không biết bọn họ lại có suy nghĩ như thế nào đây? Tô Hiểu nghe một phát là nhận ra luôn. Đây chẳng phải là giọng của chồng cô hay sao? Cái tên chết bầm này, vậy mà lén lút giấu cô, ở đây tẳng tiểu với một người phụ nữ. Đã vậy, cô phải quay lại, để có bằng chứng mới được. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu vội vàng lấy điện thoại ra, điều chỉnh âm lượng ở mức độ nhỏ nhất, rồi mới yên tâm quay lén. Bên kia một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, cùng với làn môi đỏ mọng đang vắt chéo chân, ngồi trên một chiếc bàn làm việc. Không những vậy, cô ta còn hơi cúi xuống, nắm lấy cà vạt của Từ Khâm, ánh mắt nhìn vô cùng thèm khát. "Chị biết là dạo này chú rất bận cho cuộc bầu cử sắp tới, nên mới muốn giúp chú giải tỏa một chút." Vợ chú cũng không biết ý gì, ai lại thả người chồng mê hoặc phụ nữ này của mình? đi lại tự do như thế chứ từ khâm đưa tay gạt tay của trình tuyết miên ra sau đó nhìn cô ta hơi nhếch miệng chuyện chị giúp tôi tôi luôn ghi nhận nhưng mong chị đừng vượt quá giới hạn chị biết mà tôi không có hứng thú lên giường với một người phụ nữ đã từng qua sử dụng tuyết không những không tức giận mà còn nở một nụ cười rất lớn Cô ta lấy ra một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng. Sau đó lấy bật lửa châm điếu thuốc, hút một hơi. Cô ta phả ra làn khói trắng vào mặt của tử khâm, nói tiếp. Ai, à, chú thật là biết giữ mình. Tiếc rằng chị lại không gặp chú sớm hơn cái lão già lâm kia. Nghĩ lại đúng là ghen tị với vợ của chú. Tôi hiểu đứng một góc, nghe được những lời nói này cô điên lắm. Cô run lên vì tức giận, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cái con mụ kia cứ hở ra một cái là nhắc đến cô. Chả nhẽ, cô mắc nợ chị ta sao? Lần này để cho cô bắt tại trận, cô không tin là không nắm được thóp, tật xấu của doãn tử khâm. Hắn hôn hít tô hân, rồi bây giờ lại sắp sửa hôn hít cái con mụ già này. Hôn cho lắm, rồi sau đó về nhà lại còn hôn cô. Nghĩ đến đây, tô hiểu chợt dùng mình. Thế có nghĩa, là cô hôn gián tiếp Tô Hân Và cả con mụ già kia Mẹ kiếp tử khâm Anh chê tôi ăn ở bẩn Giờ anh còn bẩn hơn cả tôi Tử khâm tuy ngày mặt điềm tĩnh Nhưng trong lòng của hắn Kỳ thực rất không ưa Trần Tuyết Nếu như không phải cô ta có nhiều mối quan hệ Có thể giúp cho hắn Thì hắn không thèm đề mắt Đến người phụ nữ này Trần Tuyết chính là con gái Của một gia đình giàu có Nếu tính đến thời điểm này Cô ta đã lên giường với không biết bao nhiêu là đàn ông Mà mục đích chính của cô ta Là nhắm vào đống tài sản Của những kẻ lắm tiền nhiều của kia Qua đó lên giường kết hôn với đối phương Một thời gian sau khi chơi chán Đạt được mục tiêu Cô ta lập tức ly hôn Nhằm muốn phần tài sản đền bù Loại người này Vốn dĩ tử khâm không để vào mắt Nhưng bởi vì cô ta có ích Nên hắn mới để cô ta làng vàng trước mắt hắn chị tuyết này tôi nghe nói rằng chị đang nhắm vào vị bộ trưởng hiện tại chị lại lên kế hoạch gì sao chẳng phải ông ta sắp hết nhiệm kỳ rồi sao tuyết nghe xong đứng dậy cô ta chỉnh lại chiếc váy vừa bị kéo tịt lên đùi phủi phủi vài cái rồi nói luôn có gì đâu chị mới biết lão ta vừa mới ly hôn vợ xong với lại chẳng phải chú đang cần sự ủng hộ của lão sao chị vừa có thể giúp chú vừa có thể thừa hưởng cái tài sản của lão ấy ngay sau khi lão ta tái phát bệnh tim mà chết chị đúng là dân biết làm ăn đương nhiên rồi chú quá khen trần tuyết nở một nụ cười đắc ý rồi cô ta lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy gì đó nhét vào túi áo của từ khâm chị giúp chú nhiều như vậy nếu như muốn giải tỏa cứ đến tìm chị tuy chị bận đấy nhưng mà chỉ cần là chú Đương nhiên chị không bao giờ từ chối Thấy Trần Tuyết đi về phía của mình Tô Hiểu sợ đến nỗi Vội vàng cất điện thoại đi Càng lúc con mụ kia càng đi đến gần Khiến cho cô không biết phải làm sao Trong lúc nguy cấp Đột nhiên từ khâm lên tiếng Chị Tuyết Tôi vừa đi từ cửa đó Sợ chị đi ra cửa hướng nam đi Thôi được rồi Chú đúng là cẩn thận quá đấy Lúc này Tô Hiểu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cái tình huống vừa nãy thực sự rất nguy hiểm, nhưng cô chưa vui vẻ được bao lâu, thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra, gớp lấy túi sách của cô. Tô Hiểu giật mình, quay người lại thì cô phát hiện, người đó chính là Tử Khâm. Cô đứng đây rình trộm, có mỏi chân không? Vừa nói Tử Khâm vừa mở túi của cô, và lấy điện thoại của cô ra. Tử Khâm, mau trả điện thoại cho tôi. Tô Hiểu vừa lao đến thì hắn liền ném túi sách lại cho cô. Hắn thản nhiên mở điện thoại của cô ra kiểm tra, rồi như dự đoán phát hiện ra đoạn video mà cô vừa mới quay lén. Hắn vừa xem, khóe miệng của hắn lại vừa chợt nhếch lên. Một tay hắn đút túi quần, một tay cầm điện thoại của cô xem hết đoạn video. Tô Hiểu muốn cướp lại, nhưng hắn không để cho cô có cơ hội. Hắn giơ điện thoại của cô lên, sau đó ném thật mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại lập tức sập nguồn và vỡ màn hình. Để chắc chắn hơn, hắn còn dẫm liên tục lên điện thoại của cô. Nhìn chiếc điện thoại của mình cứ như vậy bị vỡ tan tành. Tô Hiểu điên tiết trừng mắt. Cái tên điên này, anh làm cái gì thế à? Ai cho phép anh đập điện thoại của tôi? Chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà. Mai tôi đền cho em, một cái khác xịn hơn. Nhìn cái bản mặt của tôi, mà cần anh đền sao? Vốn cô định dùng cái video này để mà uy hiếp hắn. Thật không ngờ cái tên khốn này lại ra tay chớp nhoáng, đập luôn cả điện thoại của cô. Còn từ khâm, vẫn hướng, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tu hiểu. Ngay khi cô vừa đến chỗ này, thì hắn đã phát giác ra cô. Vì nghề nghiệp cũng như sự an toàn, nên trực giác của hắn khá nhạy bén. Chính vì vậy, không khó hiểu khi hắn có thể nhận ra rằng Cô đang có mặt tại đây Chính vì không muốn cô bị phát hiện Nên hắn mới nói trình tuyết Đi cửa khác Đang yên đang lành Thấy tử khâm chật cúi xuống Tô hiểu giật mình đưa tay biệt miệng lại Hơi lùi lại phía sau và quát lớn Anh là cái đồ bẩn thỉu Anh kết hôn với tôi Anh lại còn tăng tiểu với mụ già kia Giờ anh định hôn tôi đi à Tính ra anh còn bẩn hơn cả tôi tôi không phản bội em còn nữa ngoài em ra tôi chưa từng hôn người đàn bà nào và tôi chưa từng lên giường với ai hiểu chứ anh nhìn mặt tôi xem anh thấy tôi có thể tin anh được không cái tên lăng nhăng như anh tôi liếc qua là biết ngay rồi anh giải thích làm gì vô dụng từ khâm thật không ngờ tôi hiểu lại nghĩ về hắn như vậy với chức vị hiện tại của hắn thì gặp mặt hay là ôm người ta xã giao là chuyện bình thường mà nhưng hắn có bao giờ hôn ai đâu lên giường thì lại càng không thế mà cô lại dám nghĩ hắn như vậy từ khâm không muốn giải thích trong sự ấm ức hắn tiến tới gần tô hiểu nắm chặt cổ tay của cô kéo sát cô lại gần hắn ngay khi tô hiểu còn chưa kịp đẩy hắn ra thì hắn lại cúi xuống hôn lên môi của cô cái suy nghĩ đen tối trong đầu của tô hiểu lại bùng phát cô kịch liệt đẩy hắn và quát mắng tên điên anh dám hôn tôi tôi không nhượng bộ đâu ai ngờ tử khâm không biết lường mà lui hắn bế thốc cô lên hướng đến cái bàn gần đó sau đó đặt cô lên một tay hắn giữ chặt lấy hai tay của cô ép lại phía sau lưng cô tay còn lại vén váy lần mò chạm vào đùi của cô hắn nhìn cô Hết như một con sói đang nhìn con mồi của mình tử khâm ghé sát bên tai cô, rồi cắn nhẹ lên vành tai của cô. Vừa hay, tôi cũng không muốn nhượng bộ em. Bây giờ tôi hiểu mới cảm thấy sợ, từ khâm muốn làm, tại đây sao? Tại sao chứ? Bàn tay của hắn càng ngày càng tiến sâu hơn, tôi hiểu muốn la lên nhưng bị hắn cưỡng hôn đến mức không thể nào la được. Cô càng há miệng lại càng khiến cho hắn có lợi hơn hai bên dây áo của cô bị tuột xuống hô hấp của cô dần trở nên khó khăn tử khâm anh đúng là cái tên điên này hình như hắn muốn làm thật làm ngay tại đây luôn ban đầu tôi hiểu còn nghĩ đủ mọi cách để mê hoặc hắn lên giường để tạo em bé nhưng mà hắn lại tránh xa cô như tránh giặc bây giờ cô không muốn nữa thì hắn lại ép buộc cô cái kiểu này là kiểu gì cơ chứ nhìn thấy váy của cô sắp bị hắn tụt hết tôi hiểu đánh liều nhanh chóng đẩy số vườn tay ôm chặt lấy cổ của hắn giọng của cô có vẻ giận dỗi người ta không muốn ở đây anh kiềm chế lại một chút nhé từ khâm hôn chụt một cái lên môi của cô sau đó hắn mỉm cười Đẩy nhẹ tay vào trán của cô thấy sợ hay là muốn về nhà làm thật đương nhiên là người ta muốn về nhà tôi giận rồi cô nịnh tôi đi rồi tôi dừng lại. Kể cũng lạ thật, sao bao nhiêu chuyện rắc rối mà cô gây nên, Từ Khâm chỉ tức giận nhất thời thôi, hắn không hề có làm ra cái chuyện gì khiến cho cô tổn thương hay là muốn trừng phạt cô. Ban đầu tôi hiểu cũng thắc mắc về chuyện này, nếu là người khác, chắc chắn cô liền bị trả về nơi sản xuất từ lâu, thật không ngờ Từ Khâm lại có thể chịu đựng được cô như vậy. Từ trước đến nay tôi hiểu có biết nịnh nọt ai bao giờ đâu. Ngoài mắng người ta ra Thì cô chả có từ nào Hạ mình đi định nọt hết Thấy tay của tử khâm Đang đặt trên đùi mình Bàn tay của hắn nóng ấm Khiến mặt của cô đã đỏ rồi Lại càng đỏ hơn Sau khi suy nghĩ một chút Tô hiểu run run à, Ông xã anh Anh đừng làm ở đây Về nhà Chứ người ta ngại lắm Một tiếng ông xã được phát ra từ miệng của cô Khiến cho tử khâm như thỏa mãn ánh mắt của hắn nhìn cô tràn ngập sự sủng nịnh trước khi buông cô ra hắn hôn cô thêm mấy lần nữa tô hiểu bị hôn đến môi sưng tấy lên cô được tử khâm chỉnh lại lễ phục tay vẫn bịt chặt miệng mà ấm ức anh dám bắt nạt tôi anh dám bắt nạt tôi tử khâm nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu của cô ngoan sau khi xong mấy vụ này tôi dẫn em đi du lịch thời gian qua để cho em chịu nhiều ấm ức. Nhìn bộ dạng này của Từ Khâm cùng với cử chỉ hành động dịu dàng của hắn, Tô Hiểu như ngây người. Đây có phải là cái thằng chồng của cô không? Từ Khâm cũng có ngày nói ra mấy câu này á? Đúng là hắn vừa uống rượu nên đầu óc của hắn bị thần kinh rồi. Tô Hiểu không biết bản thân mình đã rời bữa tiệc khi nào, cô chỉ nhớ rằng khi suýt ăn cô trong phòng khách sạn kia, hai người liền nhanh chóng đi ra bên ngoài cùng tiếp khách rồi cô lỡ uống quá ly nên hơi say một chút từ khâm liền vội vàng đưa cô về nhà nhưng còn chưa vào trong phòng hắn liền ép cô lên tường mà hôn cô tới tấp chắc vì do rượu nên đầu óc của cô có chút lâng lâng cô mạnh bạo đáp trả lại hắn hai người cứ như vậy hôn nhau dây dưa cho đến khi tận vào trong giường cô không cần nghĩ cũng biết chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Quả đúng là một đêm kịch liệt. Tôi hiểu dậy khá sớm, từ khâm vẫn còn nằm ngủ bên cạnh cô. Khi cô vừa cử động một chút, đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm. Cơ thể của cô đau lắm, không dậy nổi. Đặc biệt là cái chân vừa mới tháo bột, nó nhức đến mức khiến cho cô muốn khóc dòng. Chuyện này chưa là gì. Đến khi cô khập khỉnh, bước vào nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương, Tô Hiểu mới hoàng hốt cảm thấy kinh hãi. Trên người cô đâu đâu cũng là dấu hôn thâm tím. Hai cổ tay hiện lên những vết hẳn khá lâu nên bị tụ máu. Đặc biệt là vùng nhạy cảm của cô có chút đau nhói. Cô sợ đến mức la lớn khiến cho tử khâm tỉnh giấc. Hắn vội vàng chạy vào trong phòng tắm xem là cô xảy ra chuyện gì. Kết quả thấy cô cuộn tròn trong chiếc khăn tắm lớn. Cô ngồi bệt dưới đất. Hiểu hiểu, em làm sao thế này? Từ Khâm bước đến đỉnh nữa lấy cô, ai ngờ bị cô mắng thẳng vào mặt. "Gọi bác sĩ riêng đến đây ngay cho tôi, gọi bác sĩ nữ đến đây." "Em có chuyện gì thế?" "Tôi bảo anh gọi, anh gọi đi." Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Từ Khâm vẫn phải làm theo ý của cô. Nửa tiếng sau đó, tôi hiểu An Phận nằm trên giường, vị nữ bác sĩ sau khi kiểm tra cho cô một lượt rồi quay sang thông báo cho từ khâm đang đứng bên cạnh cô trên cơ thể của phu nhân hiện lên rất nhiều vết bầm tím không những vậy hai cổ tay bị tụ máu vì bị nắm quá chặt thân dưới bị tổn thương nhẹ một bên chân vừa mới tháo bột nhưng mà do vận động mạnh nên bị chật mới sưng lên như thế tôi biết ngài là nghị viên cấp cao có quyền có thế nhưng mà tại sao ngài có thể đối xử với vợ mình như vậy chứ Ngài khiến cho cơ thể của cô ấy bị tổn thương một cách quá đáng. Chẳng nhẽ, ngài chỉ coi vợ mình như một công cụ để phát tiết thôi sao? Tử khâm nghe xong thì hồn vía như trên mây. Hắn không thể nào ngờ được đêm qua bản thân lại thô bạo như vậy với cô. Hắn đang muốn giải thích thì bị tô hiểu ngắt lời ngay. Bác sĩ, nếu như tôi đem chuyện này ra kiện chồng tôi, tội bạo hành gia đình, liệu có được không? được chứ chỉ cần cô đi xét nghiệm và kiểm tra rồi giao cho luật sư của cô làm đơn tố cáo là được nghe được câu trả lời thỏa đáng tôi hiểu cực kỳ vui vẻ đến khi vị bác sĩ rời đi lúc này tu hiểu mới nở một nụ cười khoái chí mà nhìn từ khâm vui vẻ đắc ý cái tội hôm qua dám bắt nạt tôi nếu như trong thời gian này anh mà không nghe lời của tôi đừng có trách tôi kiện anh ra tòa vì cái tội bạo hành gia đình. Lúc đó, anh mà muốn trúng cử, cũng đừng nghĩ đến. Thì ra là em muốn gài tôi sao? Đúng, đây chính là lý do vì sao anh nên học tập bạn bè của anh về cái việc phục vụ vợ. Vậy là kể từ ngày hôm đó, Từ Khâm chính thức trở lại với công việc làm chân sai vặt cho Tu Hiểu. Hắn không ngờ cô lại lắm chiêu trò đến như vậy. Bị cô gái cho vô số lần, thế mà hắn còn không biết. Từ không nghĩ chắc bản thân đã quá lao đầu vào công việc nên mới suy nghĩ lệch lạc như vậy. Quân và hội bản thân đã từng cười nhạo hắn, nói rằng sẽ có ngày hắn bị vợ hành còn khốn khổ hơn những thằng trong nhóm. Và thật không ngờ những lời đó như thế nào lại trở thành hiện thực. Trong lúc đang họp bàn cùng với các vị lãnh đạo khác, điện thoại của tử khâm chợt rung nhẹ hắn thấy mọi người đang chăm chú vào màn hình nên liền lấy điện thoại ra xem để bên dưới gầm bàn và xem qua tin nhắn thì ra là mấy thằng bạn đang nhắn tin trong hội chat nô thê vợ tao tức giận bỏ đi làm sao để dỗ dành cô ấy phải dùng quyền uy bắt cô ta quay lại chứ đừng có nghe thằng thành chịu à hôm nọ tao mới thấy nó bị vợ nó tần cho một trận vì cái tội bật lại đấy. Bắt đem lên phường để giải quyết tất cả đi. Tất cả mọi người nói chuyện rôm giả, duy chỉ có từ khâm, hiện chữ đã xem và không có gì bình luận thêm. Thầy hắn đang chăm chú, trợ lý bên cạnh liền cúi xuống, nhắc nhở hắn. Ngài nghị viên, mọi người đang đợi ngài, có ý kiến gì không đấy à? Lúc này từ khâm chợt khựng người, hắn lập tức ngẩng mặt lên, thấy toàn lãnh đạo cấp cao đang nhìn mình chằm chằm, thì hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau khi phần giải quyết của Từ Khâm đã xong xuôi, đến phần của thành viên chủ chốt khác, hắn lại tiếp tục cúi đầu xuống, nghĩ ngợi một lát, rồi hắn nhắn tin vào trong nhóm. Làm sao để vợ tha cho, không phải làm chân sai vặt nữa. Cả nhóm im lặng một lúc, rồi như bùng nổ nhau nhau mà trả lời câu hỏi của hắn mà ai ai cũng đưa ra cùng một ý kiến đó chính là tỏ vẻ đáng thương để đối phương mất cảnh giác sau đó mới bày được nỗi lòng bằng một gương mặt ấm ức khóc lóc cầu xin từ khâm đọc xong tin nhắn còn cảm thấy vô cùng bất lực hắn cứ tưởng ý kiến gì hay ho lắm suy cho cùng chính là dẫm đạp lên lòng tự tôn của chính mình sao đừng có mà dụ hắn cái loại chuyện này hắn làm không có được Buổi họp kết thúc trong sự bực bội của Tử Khâm, khiến cho trợ lý Ngô không tài nào hiểu được lý do tại sao. Như thường lệ, hắn theo lịch trình sắp xếp làm việc, tối thì đi gặp mặt xã giao với những đối tác và các nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng. Buổi tối hôm đó, Tô Hiểu đang vắt chéo chân, cô vừa ăn bỏng ngô vừa ngồi trên sofa xem phim. Được cái là màn hình tivi đính tường là cô mới sắm, là loại mới ra mắt nên màn hình rất to. Xem như vậy mới khiến cho cô cảm thấy đã mắt. Đang yên đang lành thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Khi cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói hốt hoảng. Chị hiểu bộ siêu tập của chị. Tại sao tự dưng lại được công bố dưới danh nghĩa tên là Hân ạ? À? Tiểu Vi, em đừng có dọa chị mày. Bộ siêu tập này là bao nhiêu tâm huyết của chị? Làm sao có thể để cho Hân lấy được? Nếu chị không tin, chị cứ lên mạng mà xem, trên các tin tức của công ty đều nói về chuyện này rồi." Tô Hiểu vội vàng tắt máy, sau đó mở ứng dụng lên xem thông tin mới nhất. Sau khi xem xong, sắc mặt của cô lập tức tái xanh, cơn giận như muốn bùng nổ. Những bộ thiết kế mà cô ngày đêm nghiên cứu, tại sao lại rơi vào vòng tay của Tô Hân chứ? "Mẹ kiếp, Tô Hân, cô dám bất giác tôi hiểu như nhớ ra chuyện gì đó bộ siêu tập này người duy nhất ngoài trợ lý của cô ra chỉ có thẩm gia minh được nhìn thấy nó và thẩm gia minh chính là người yêu cũ của cô thì ra là cái thằng khốn nạn đó nó vừa phản bội cô vừa gian díu với tô hân đúng là hai cái loại người thâm độc giống hệt như nhau tô hiểu thực sự cảm thấy bản thân mình đúng là bị mù mắt nên mới đi yêu Gia Minh, cái thằng khốn đó. Tốt nhất là biến mất khỏi mắt cô. Nếu không, cô phải cho hắn trả giá thật đắt. Đang lúc Lâm vào suy nghĩ, thì bên ngoài có tiếng xe. Từ khâm lạng choạng đi vào bên trong, hắn đưa chìa khóa xe cho quản ra, rồi đi đến bộ ghế sofa ngồi xuống, ngồi bên cạnh tô hiểu. Từ khâm, anh say đi à? Không, say đâu, không say. Tuy cái miệng hắn nói vậy, nhưng mà cô nhìn một cái là nhận ra ngay. Hiếm lắm cô mới thấy hắn say khướt như vậy. Chắc là hôm nay, do hắn cố tình uống nhiều. Cô thấy hắn cứ lù lù bên cạnh mình, liền mất hứng đứng dậy nói ngay. Anh về phòng tắm rửa qua, rồi lên giường đi. Tôi bảo giúp việc, pha cho anh một cốc trà dài rượu. Đột nhiên từ khâm đứng dậy, mắt nhắm mắt mở, ấn hai vai của cô ngồi xuống ghế khi cô còn chưa kinh ngạc hiểu chuyện gì thì từ khâm bỗng nhiên nức nở sau đó bật khóc quỳ gối xuống gục lên hai chân của cô tôi không muốn làm chân say vặt nữa em đừng bắt nạt tôi tôi hiểu nghe xong há miệng cười sặc sụa cô vội vàng lấy điện thoại mà từ khâm mới mua đền cho cô bật chế độ quay phim rồi tiếp tục sao lại khóc chứ tôi bắt nạt anh sao không tại đám bạn tôi bảo phải khóc lóc cầu xin em sẽ tha cho tôi không bắt tôi làm chân sai vặt của em nữa vậy thì khóc đi khâm ngoan khóc đi em thương nhé từ khâm hiện tại đã say khướt nên không làm chủ được hành động của mình Tôi hiểu nhân cơ hội được nước lấn tới quay lại bằng chứng hình ảnh xấu nhất của hắn sau khi quay xong cô giữ chặt hai bên má của từ khâm để hắn đối diện với mặt cô. Lát sau cô cúi xuống, cắn xuống cổ hắn, rồi dần xuống xương quai xanh trước ngực, để lại dấu vết bầm tím. Từ khâm, anh nghe cho rõ, trên cuộc đời này chỉ có em mới bắt nạt được anh thôi, và chỉ có em mới được phép sai vặt anh thôi. Nhớ nhá. Từ khâm không ngờ, bản thân mình lại bị tu hiểu, hại thành ra cái bộ dạng như vậy. Khi hắn thức dậy đi làm vệ sinh cá nhân, phát hiện ra trên người của mình có rất nhiều dấu hôn. Hắn biết hôm qua hắn uống say, nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào, hắn không thể nào nhớ rõ. Tử khâm ăn mặc trình tề, đi từ trên tầng xuống, muốn gọi tô hiểu để nói chuyện cho rõ ràng. Và thật không ngờ, quản gia lại thông báo với hắn. Dạ phu nhân, đã ra ngoài từ sáng sớm à? Cô ấy đi đâu? Dạ phu nhân nói đến công ty giải quyết chính sự. Mà chuyện như thế nào tôi không rõ. Tử khâm nghe xong ẩm ừ cho qua chuyện. Trước khi lấy cô hắn cũng điều tra một chút. Công việc mà cô đang theo đuổi đó chính là thiết kế thời trang. Hiện tại cô đang làm việc cho công ty thời trang ngay giữa trung tâm thành phố. Công việc của cô chính là nhà thiết kế phụ trách cho sâu diễn thời trang mùa đông và mùa hè thường thì cô dành thời gian ở nhà tạo mẫu sau đó chỉnh sửa kỹ càng rồi đem bản thiết kế cho giám đốc phê duyệt nếu như được thông qua cô sẽ cùng với trợ lý và nhân viên bắt tay vào thiết kế để cho kịp với những lần sâu diễn chính thức diễn ra vì là nhà thiết kế độc quyền nên tôi hiểu nhận được kha khá nhiều quyền lợi tuy nhiên sự cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt không khác gì trên thương trường bao lâu nay từ khâm mới thấy được tôi hiểu nghiêm túc một lần như thế thôi thì cô không ở nhà cũng được chứ nếu không cô cứ thò cái mặt về là hắn chỉ mệt mỏi với cô trong lúc này tu hiểu đang tranh cãi gai gắt với giám đốc cũng như các lãnh đạo trong công ty cô trợ lý bé nhỏ tiểu vi bên cạnh chỉ có thể sợ hãi mà đứng gọn một góc sau lưng của cô tôi không chấp nhận với bộ siêu tập mới ra mắt của tô hân và tôi không chấp nhận việc cô ta thay thế tôi năm nay. Tô Hân ngồi trên chiếc ghế gần đó. Cô ta đắc ý, vắt chéo chân và đưa mắt nhìn Tô Hiểu, khỏe môi bỗng nhếch lên một nụ cười tươi, mà đáp lại lời phản đối của Tô Hiểu. Hiểu hiểu này, ai chả biết chúng ta là chị em. Năm nay chắc em bận làm đám cưới, nên không thể cho ra mắt bộ siêu tập mới. Năm sau, em vẫn còn cơ hội cơ mà. Chị cho rằng, chỉ lời nói của chị có thể khiến cho tôi đổi ý sao tôi nói cho chị biết cái chuyện gì chị làm chị tự hiểu tôi rất không vui khi nhìn thấy chị ở đây hai người cứ đôi qua tiếng lại một lúc cuối cùng vị nữ giám đốc trẻ tuổi đành lên tiếng cắt ngang cuộc tranh chấp này thôi đủ rồi tôi không cần biết hai người ai đúng ai sai tôi chỉ cần nhìn vào kết quả thôi nếu như hân tung ra công chúng bộ siêu tập mới rồi thì cứ để như vậy đi. Cô hiểu này, năm nay cô xem như ở nhà nghỉ phép đi. Chỉ một câu nói này khiến cho cô hiểu như muốn suy sụp. Năm nào cô cũng rất cố gắng, vậy mà năm nay lại bị hững tay trên. Tôi hiểu không chấp nhận được chuyện có kẻ ăn cắp bản thiết kế của mình lại nhờn nhơ thay vị trí của cô như vậy. Sau cuộc họp căng thẳng đó, tôi hiểu liền trở về phòng làm việc, và bắt đầu cắm cúi vẽ thiết kế. Tiểu Vi thấy cô như vậy thì khó mà khuyên ngăn được cô. Cô ấy đi theo Tô Hiểu được 4 năm rồi, mỗi khi Tô Hiểu tức giận lại bắt đầu đi thiết kế trang phục gì đó. Tô Hiểu cứ như vậy cắm cúi cả ngày trong phòng làm việc của cô ấy, cho đến khi trời bên ngoài đã tối, cô mới thở hắt ra rồi dừng tay lại. Tâm trạng của cô không được tốt lắm, nhưng dù sao vẫn khá hơn lúc sáng một chút. Thấy cô mở cửa đi ra, Tiểu Vi vui mừng nhanh chân đi dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tô Hiểu đi vào thang máy, ấn nút thẳng xuống bãi đỗ xe. Nhưng khi vừa ngồi vào trong xe, cô lại vô tình bắt gặp Gia Minh và Tô Hân đang ôm nhau bên cạnh chiếc xe gần đó. Nghĩ đến chuyện mình vừa mới trải qua, Tô Hiểu bèn khởi động xe đạp chân ga hướng thẳng đến hai con người kia. Tô Hân bị đèn xe chiếu vào mắt, sau đó sợ hãi nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình cứ như vậy mà hét lớn đến cả gia minh cũng sợ tái hết cả mặt nhưng tô hiểu chưa có điên mà làm ra cái chuyện ngu ngốc ngay khi chiếc xe sắp sửa đâm vào hai con người kia tô hiểu lập tức dậm chân phanh cho chiếc xe dừng lại tô hân vừa bị dọa cho sợ hú vía đến lúc cô ta định thần lại nhìn thấy tô hiểu đang ngồi trong xe thì cô ta lập tức tức giận đi đến gõ vào cửa kính. Mày bị điên đi à? Xuống xe, nói chuyện với tao. Tô Hiểu đợi Tô Hân đang cúi sát mặt vào cửa xe. Cô lập tức mở cửa xe đi xuống. Cánh cửa cứ như vậy đập vào mặt của Tô Hân khiến cho cô ta đau đớn lùi lại phía sau vài bước. Gia Minh thấy như vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy Tô Hân. Sau đó, hắn còn trừng mắt nhìn cô. Hiểu, cô bị điên đi à? Sao cô có thể đối xử với chị gái của cô như thế? Đối xử á? À? Thế nào là đối xử? Mình khốn kiếp, anh dám lấy trộm bàn thiết kế của tôi đem cho Hân. Để cho cô ta trèo lên đầu tôi ngồi, cướp công sức của tôi. Thế có được gọi là đối xử hay không? Cô... Già dạ mình tính từ chối, thì tôi hiểu, lập tức nói ngay két sắt đó chỉ có tôi và anh biết mật mã anh đừng có chối bởi vì tôi không ngu mà đem dâng công sức của tôi cho hân chỉ có anh đã từng xem qua bản thiết kế của tôi không những vậy anh còn biết rõ mật mã nơi tôi sống anh cãi tiếp đi anh dám cãi tôi liền đâm chết anh lâu không gặp lại là lời nói của tô hiểu quả nhiên sắc bén tô hân một tay bịt mũi bị dập một tay trừng mắt với tô hiểu có giỏi thì đâm đi. Tôi và Gia Minh có mệnh hệ gì thì cô chuẩn bị ngồi tù mọt gông. Ồ, vậy sao? Hai người cứ yên tâm. Đâm hai người xong tôi vẫn nhờn như sống vui vẻ. Đơn giản lắm. Bởi vì tôi được chồng tôi chống lưng cho rồi. Gia Minh nhìn tôi hiểu bất giác anh ta có cảm giác như cô liền biến thành một người khác vậy. Không đúng mà dường như hoàn toàn thay đổi. Trước đây Tô Hiểu chưa từng đối với anh ta như vậy. Cô lúc nào cũng rất vui, mặc dù có lúc giận dỗi, nhưng không lạnh lùng như thế này. Gia Minh vẫn nhớ như in lúc đó, khi anh ta nói với Tô Hiểu rằng bản thân đã yêu Tô Hân. Cô không nói gì, thậm chí không khóc lóc giận dỗi. Cô chỉ nhìn anh ta rồi ừ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Vậy là cuộc tình của hai người chấm dứt một cách đột ngột và yên bình như vậy về chuyện lấy đi bàn thiết kế của tô hiểu xa dạ mình đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng mà lúc ấy tô hân lại khóc lóc cầu xin anh ta nếu như cô ta không thể có bộ sưu tập nào thì nhất định sự nghiệp của cô ta sẽ đi tông. Với lại tất cả mọi ánh hào quang của cô ta đều bị tô hiểu cướp đi mất cô ta vừa mang tiếng là con riêng lại vừa bị chèn ép không có chút thành tựu gì nếu cứ như tiếp tục thì cô ta sẽ mất đi tất cả mọi thứ ngay lúc đó gia minh liền nghĩ đến ngay bộ sưu tập của tô hiểu anh ta biết chuyện này là không nên nhưng khi thấy tô hân khóc đến nỗi thương tâm như vậy anh ta chỉ còn cách lén làm việc này để cho cô ta vui lên mà thôi sao hai con người không biết xấu hổ kia ăn cắp đồ của người khác chính là phạm pháp đấy Tôi hiểu chẳng thể nào bỏ qua được chuyện này. Công sức của cô, cô nhất định không thể nào để cho Tô Hân đạt được như ước nguyện. Dạ mình thấy Tô Hiểu cứ nhất quyết làm lớn chuyện thì vô cùng bức xúc. Hiểu, cô đừng có qua đáng. Cô không thấy chị cô rất khó xử rồi sao? Chỉ là một bộ sưu tập thôi. Cô còn rất nhiều cơ hội. Năm nay không có, thì còn có nhiều năm khác. Còn Hân, cô ấy chỉ có duy nhất một cơ hội này coi như là cô nhường cô ấy một lần đi tôi hiểu nghe xong cảm thấy gia minh này bị thần kinh rồi những câu chối tai như vậy mà anh ta có thể nói ra được sao tôi hiểu chợt nở một nụ cười chế giễu nhìn về phía tô hân đang nấp sau lưng của gia minh tại sao tôi phải nhường cho cô ta cô ta là con riêng cô ta cướp đi ba của tôi cô ta không có năng lực mà cứ muốn đú ngang với tôi là do cô ta cố chấp một cách ngu ngốc chẳng nhẽ công sức bao ngày vất vả của tôi là tôi có thể cho cô ta sao gia minh à anh yêu cô ta đến ngu rồi hiểu cô thôi tôi chả muốn nói gì với hai người nữa tốt nhất hai người biết phải làm gì rồi đấy đừng để tôi tung ra bằng chứng thì cô ta còn chịu sự sỉ nhục gấp nhiều lần nói xong tôi hiểu trở lại xe rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này Tu Hân lại bật khóc, những giọt nước mắt ủy khuất cứ như vậy rơi xuống hai bên má. Dạ mình thấy như vậy, liền ôm lấy cô ta vào trong lòng, vuốt nhẹ lưng cô ta. Hân à, không sao đâu, anh sẽ nghĩ cách giúp em nhé. Hay là em trả mẫu thiết kế lại cho hiểu nhé, chứ em không muốn nhìn thấy anh vì em. Mà làm như thế này Minh à Em biết anh yêu em nhưng anh không cần vì em mà làm thế Em xót lắm Không sao không sao Anh bảo giúp em Nhất định anh không nuốt lời Em đừng nghĩ nhiều Tô Hân cục vào ngực của Gia Minh tiếp tục khóc Anh ta chỉ ngu muội Dỗ dành Tô Hân Mà không hề biết rằng khóe môi cô ta Đang cong lên Một nụ cười đắc ý Gia Minh suy cho cùng Chỉ là một công cụ Để cô ta đạt được mục đích mà thôi người có thể xứng đáng để cô ta lấy chỉ có tử khâm chỉ có tử khâm mà thôi chỉ cần ngày nào đó tô hiểu và tử khâm ly hôn cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách để trở thành doãn phu nhân từ giờ đến lúc đó cô ta vẫn cần sự trợ giúp của gia minh tô hiểu là loại phụ nữ không đơn giản chính vì vậy cô ta cần một tấm lá chắn để đối phó với cô sau khi trở về nhà Tôi hiểu tức tối trở về phòng, nằm ngay trên giường luôn. Từ Khâm đang đợi cô dùng bữa, thấy cô giận đùng đùng thì đứng dậy, đuổi theo cô về phòng. Khi hắn mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô lăn lộn trên giường. "Có chuyện gì thế?" "Tức, tâm trạng của tôi không tốt." Hắn nghe xong thì ngồi xuống, sau đó cầm tay của cô, một mạch kéo thẳng cô ngồi dậy. Tôi hiểu thấy thế nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm vào hắn. Anh bị lãng tai à? Tôi nói rồi tâm trạng của tôi không tốt. Anh định làm cái gì? Xuống ăn cơm đi, rồi muốn làm gì thì làm. Tôi không muốn ăn. Giờ này cô tức lắm, tức đến no bụng, lấy đâu ra hứng thú mà ăn chứ. Giờ đây cô phải tìm cách để giải quyết chuyện của Tô Hân. Bộ siêu tập cô cặm cụi 3 tháng mới hoàn thành, thế mà đùng một cái cô lại bị cướp một cách trắng trợn như vậy. Càng nghĩ, cô lại càng ức chế khi cô muốn rút tay lại ai ngờ tử khâm liền kéo mạnh tay của cô trong khi cô đang còn ngơ ngác tử khâm liền cúi xuống hôn lên môi của cô hai mắt của cô trợn tròn đầu óc như ngưng động không thể phản ứng được gì nữa mãi cho đến khi tử khâm buông ra hắn còn nhẹ nhàng hôn cô một cái vào môi hoặc là xuống ăn cơm hoặc là ở lại đây để tôi hôn cô Đến khi nào tôi chán thì thôi. Tử Khâm, anh là chó đi à? Thấy Tử Khâm bắt đầu hơi động, tôi hiểu sợ hãi, lập tức dựng thẳng lưng, vâng vâng dạ dạ. À, có có, tôi, tôi đi ăn đây. Nhìn bóng lưng của tôi hiểu vội vàng rời đi, Tử Khâm bất giác bật cười. Đúng là, nói nhẹ không nghe, cứ thích dùng biện pháp mạnh mới chịu yên phận cơ mấy ngày nay từ khâm thấy tu hiểu cứ bày ra cái vẻ mặt buồn chán khiến cho hắn lại cảm thấy mệt mỏi thay cho cô công việc thì chất đống khiến hắn muốn quan tâm đến cô cũng không có thời gian đêm đó không hiểu sao cô không ngủ được cô liền bật dậy muốn đi xuống bếp pha một cốc sữa để uống cho dễ ngủ khi đi qua thư phòng cô thấy đèn vẫn sáng cánh cửa phòng đóng hờ nên cô liền đưa mắt ngó vào xem sao Cô thấy tử khâm Đang gục xuống bàn bất động Cô chỉ nghĩ đơn giản Hắn làm việc mệt quá Nên mới gục xuống nghỉ một lát Cô đi xuống bếp Thấy quản gia đang kiểm tra mọi thứ Thì bước đến hỏi ngay Giờ này Mà ông vẫn chưa ngủ sao Quản gia có chút giật mình Ông quay người lại nhìn tô hiểu Sau đó cúi đầu Dạ thưa phu nhân Tôi đang kiểm tra lại đồ ăn trong tủ Thiếu cái gì sáng ngày mai vào giúp việc đi mua, bổ sung để làm bữa sáng. Từ khi về đây, tôi hiểu thấy người quản gia này rất chỉn chu và nề nếp. Tất cả những công việc trong biệt thự đều được ông quản lý một cách chặt chẽ. Tôi hiểu định đi tìm sữa, quản gia liền thắc mắc. Phu nhân cần gì? À, tôi tính đi pha một cốc sữa, uống cho dễ ngủ ấy mà. Vậy để tôi pha cho phu nhân. Quản gia đặt cuốn sổ xuống rồi nhanh chóng đi đến tủ lấy hộp sữa ra bằng những động tác thuần thục và rất nhanh để có một cốc sữa ấm để đến trước mặt của cô mặc dù tuổi tác của ông cao nhưng tác phong của quản gia vô cùng linh hoạt không khiến cho ai cảm thấy ông đã già mà vô dụng cầm cốc sữa uống cạn một hơi tô hiểu liền ngẩng lên vu vơ hỏi ông làm ở đây được bao lâu rồi tôi thấy ông rất quan tâm tới anh khâm thì phải Quản gia mỉm cười, đôi mắt chất chứa, những cảm xúc phức tạp. Tôi làm việc ở đây 35 năm, khi đó ngài nghị viện còn chưa có sinh ra. Tôi được ông bà chủ cưng mang, tạo điều kiện ở lại. Từ đó đến giờ tôi luôn coi, đây chính là nhà của mình mà tận tâm làm việc. Tôi không có con cái, không có người thân. Thế nên tôi luôn coi ngài nghị viên là con của mình. Chăm sóc ngài ấy chính là nghĩa vụ của tôi ừ vậy ba mẹ chồng tôi tại sao lại mất nghĩ lại khoảng thời gian ấy quản gia chỉ biết thở dài năm đó ông bà quá cố không may gặp tai nạn ngoài ý muốn ngài nghị viên năm ấy còn rất bé không thể nào chịu được cú sốc ấy nên ông cụ doãn liền đưa thiếu gia về chăm sóc tôi cũng đi thiếu gia về đó mãi đến khi cậu ấy tốt nghiệp xong đại học thì mới truyền tất cả mọi thứ về căn biệt thự này. Tô Hiểu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cô chợt nhận thấy sắc mặt của quản gia có chút buồn nên là cô đành thôi. Đang lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ thì quản gia lại tiếp tục nói với cô. "Phu nhân này, ngài nghị viên từ đó đến giờ chính là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Tôi không biết cô có tình cảm với ngài ấy hay không, nhưng xin cô đừng khiến ngày ấy bị tổn thương nữa vết thương mất ba mẹ năm đó khiến ngày ấy ám ảnh suốt mấy năm trời tôi chỉ xin cô đúng một điều duy nhất như vậy thôi nếu cô thật lòng đừng khiến ngày ấy bị tổn thương còn nếu như cô không thật lòng xin cô hãy ly hôn với ngày ấy tôi biết rồi ông không cần lo lắng quá đâu thực ra cô rất muốn ly hôn nhưng mà đâu có được chứ nếu cứ như lời nói của quản gia Thành ra lại quá dễ dàng Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 1 của câu chuyện Nỗi oan ức Một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng là thú vị và hấp dẫn về cô gái tên là Hiểu Hiểu, một cô gái rất ngoan, rất hiểu chuyện và yêu thương người bố của mình. Nhưng mà sau khi người bố lại đem một người gì và một đứa con gái cùng cha khác mẹ về đối xử với cô rất là tồi tệ, còn cướp cả người yêu của cô nữa thì cuộc sống của Hiểu Hiểu lại xảy ra có rất là nhiều biến cố. Vậy thì bây giờ cô ấy phải sống như thế nào khi mà lấy một người chồng không có tình cảm và lúc nào cũng muốn ly hôn? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và Tâm An, không để quý vị chờ đợi lâu đâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.